Cổ nhân dạy, 25 câu chuyện thâm thúy là chìa khóa vàng hóa giải phiền muộn. Quý vị thân mến, người hạnh phúc nhất không phải người giàu có nhất mà là người biết đủ, biết hài lòng với những gì mình đang có. Hạnh phúc cũng không nằm ở môi trường, mà ở trạng thái tâm hồn. Khi tâm hồn bạn thiện lương, biết hài lòng thì mọi cảnh vật xung quanh cũng đều là tốt đẹp. Hãy nghe ngay những câu chuyện thâm thúy cổ nhân dạy dưới đây để có thể hóa giải phiền muộn trong đời, quý vị nhé. Câu chuyện thứ nhất, bằng lòng là chìa khóa hóa giải phiền muộn. Con người vốn dĩ có tính tham lam, không bao giờ thỏa mãn, luôn than phiền và luôn muốn tìm kiếm những thứ tốt đẹp hơn. Khi có cái tốt hơn, cái vòng luẩn quẩn lại tiếp tục. Về một mặt nào đó nó là tốt khi thúc đẩy con người phát triển, nhưng không phải lúc nào cũng tốt và thích hợp. Nếu chúng ta không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có, luôn luôn bận rộn kiếm tìm cố gắng đạt được những thứ tốt hơn, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Những gì chúng ta đang có là thành quả và cũng là sự nỗ lực cho tương lai. Vì vậy, chúng ta nên trân trọng và cảm thấy hạnh phúc với nó. Nhà triết học nổi tiếng Plato đã từng nói, không phải môi trường mà chính trạng thái tâm hồn mới quyết định tâm trạng của một người. Khi một nhà triết học còn sống độc thân, ông sống với một vài người bạn trong một ngôi nhà nhỏ chỉ 7 hay 8 mét vuông. Thấy ông luôn vui vẻ, có người hỏi ông, người đông như vậy, có gì vui? Nhà triết học nói, bạn bè sống với nhau, có thể trao đổi ý kiến, tâm tình bất cứ lúc nào. Điều này không đáng là điều đáng vui mừng sao? Sau một thời gian, bạn bè đều lần lượt về quê dọn ra ngoài, chỉ còn một mình anh ở trong nhà, nhưng anh vẫn rất vui vẻ mỗi ngày. Một người khác hỏi anh, tại sao anh lại thấy vui khi ở một mình? Anh nói, tôi có rất nhiều sách, cuốn nào cũng là một người thầy. Với những người thầy này, làm sao tôi có thể thấy khó chịu được? Một vài năm sau, nhà triết học lập gia đình, chuyển đến tòa nhà khác và sống ở tầng 1 của tòa nhà. Anh ta vẫn luôn sống vui vẻ. Có người hỏi, sống trong một ngôi nhà như thế này còn có thể vui vẻ được không? Nhà triết học nói, tầng 1 mới tuyệt làm sao? Vào cửa là nhà, rất tiện di chuyển đồ đạc, rất tiện lợi cho bạn bè đến thăm. Tôi đặc biệt hài lòng vì có thể trồng hoa và cỏ trong không gian mở. Thật là thú vị. Sau một năm nữa, nhà triết học nhường tầng 1 cho một người bạn có bố già liệt nửa người ở nhà và tự mình chuyển lên tầng cao nhất của tòa nhà. Nhà triết học vẫn rất vui. Một người bạn hỏi anh, thưa anh, sống trên tầng cao nhất có lợi gì? Anh nói, có rất nhiều lợi ích. Đi lên xuống cầu thang nhiều lần trong ngày rất tốt cho sức khỏe, đọc và viết bài rất tốt, đủ ánh sáng, không ai quấy rầy đầu bạn, cả ngày lẫn đêm, rất yên tĩnh. Thực chất, người hạnh phúc nhất không phải người giàu có nhất mà là người biết đủ, biết hài lòng với những gì mình đang có. Hạnh phúc cũng không nằm ở môi trường, mà ở trạng thái tâm hồn. Khi tâm hồn bạn thiện lương, biết hài lòng thì mọi cảnh vật xung quanh cũng đều là tốt đẹp. Nếu không biết tự hài lòng về bản thân, dù bạn có thỏa mãn bao nhiêu nhu cầu, thì chúng ta cũng sẽ không có được hạnh phúc. Để có được hạnh phúc chân thực, chúng ta không những học cách hài lòng về bản thân mà còn đem lại niềm vui cho người khác thì hạnh phúc mới trọn vẹn, ý nghĩa. Nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ Oprah Winfrey đã từng nói, hãy biết ơn vì những gì mình có, rồi bạn sẽ có nhiều hơn. Nếu bạn tập trung vào những gì mình không có, bạn sẽ không bao giờ có đủ. Biết đủ chính là gìn giữ những gì mà ta có, nếu không thì những thứ mà ta đang sở hữu cùng rời bỏ chúng ta mà đi. Vì vậy, chúng ta không nên tham lam hay bằng mọi giá để đạt được những thứ vốn không thuộc về mình. Cuộc đời của một người cho dù là đau khổ hay hạnh phúc, nhưng nếu biết đủ và biết trân quý những gì mình đang có, thì tất cả những gì mà họ cảm nhận về cuộc sống mỗi ngày đều là tươi đẹp. Câu chuyện thứ hai, người ta đau khổ vì nghĩ cho mình quá nhiều, mở rộng tấm lòng sẽ tự thấy an yên. Có nhiều người cho rằng, vì bố mẹ và nhà trường quá bắt ép nên mới xảy ra việc trẻ em bị tự kỷ do áp lực học tập. Nhưng đây có thực sự là nguyên nhân chính, hay bởi vì phụ huynh quá chú trọng giáo dục con chữ, mà quên dạy các em phải tôi dưỡng nội tâm vững vàng để có thể hiểu được ý nghĩa cuộc sống. Tâm sự của một bạn trẻ đã từng tự kỷ vì áp lực học tập sẽ cho bạn một cách nhìn khác về việc giáo dục con trẻ. Chồng con đi chơi xa nên lâu lắm rồi mai mới có một ngày thật sự của riêng mình. Cô chỉ muốn lang thang đâu đó tìm một khoảng lặng và quán cà phê với khung cảnh thơ mộng đã níu bước chân mai. Ngồi dưới những tán cây xanh mướt thoang thoảng hương lan, bên cạnh là hồ cá chép Nhật đủ màu rực rỡ, làn gió nhẹ nhẹ từ đâu đến mang hơi nước mát lạnh ở dưới hồ phả lên mặt khiến Mai như chìm vào cảm giác thư thái khó tả. Đang miên man mỉm cười với hạnh phúc hiện tại, bất giác Mai nhìn thấy tiêu đề của tờ báo bên cạnh bàn khiến cô giật mình, nam sinh tự tử vì áp lực học tập.
Bao nhiêu cảm xúc chỉ muốn lãng quên từ lâu chợt ùa về trong tâm trí. Đó là khoảng thời gian đối với Mai như một nỗi ám ảnh tuổi thơ, mà giờ đây Mai chỉ có thể ngậm ngùi nói với lòng mình hai chữ: giá như. Giá như khi ấy bố mẹ không rót vào đầu óc non nớt của Mai cái ý nghĩ rằng phải đậu bác sĩ mới có tương lai. Giá như Mai không bị ánh hào quang và tương lai rực rỡ giàu có địa vị mà bố mẹ cần mẫn xây đắp vào trí tưởng tượng của cô mỗi ngày, để cô phải lao vào học như một con thiêu thân quên ngày tháng, đánh mất tuổi thơ. Giá như bố mẹ Mai chỉ là nông dân, không coi trọng xích sao việc học hành hay so sánh thành tích của cô với bất cứ ai, không hướng cô phải theo khuôn mẫu mà bố mẹ cho là tốt, thì giờ đây cô đã có thể theo đuổi giấc mơ thành nhà thư họa nổi tiếng hoặc chuyên gia về đồ họa, mỹ thuật. Giá như khi ấy, Mai có thể được là chính mình, được tự do chọn ngành nghề theo sự đam mê là văn và vẽ, chứ không phải tự ép mình học những môn tự nhiên khô khan mà cô không chút cảm tình hay năng khiếu, mà chỉ bởi là học vì bố mẹ muốn như thế. Và tất nhiên, khi làm điều mình không thích thì chẳng thể có kết quả tốt đẹp. Mai đã trượt đại học, trượt giấc mơ thành bác sĩ mà bố mẹ từng vun đắp cho cô. Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt Mai, bởi với đầu óc con trẻ khi ấy cô luôn nghĩ rằng tất cả đã hết nếu không được làm bác sĩ. Sóng gió và bão tố đã không ngừng nổi lên trong đầu óc non nớt của tuổi mới lớn tội nghiệp. Cô hiểu lắm cái cảm giác của bạn nam sinh kia vì sao phải tự tử. Cái cảm giác là một học sinh giỏi với sự kỳ vọng của ba mẹ, thầy cô, bạn bè đã gây áp lực tinh thần lên học sinh ấy. Họ sẽ cho rằng cả thế giới sụp đổ trước mắt nếu mình không đạt yêu cầu như ba mẹ kỳ vọng. Họ cảm thấy cuộc đời mình chấm hết nếu bị thi trượt hoặc kết quả không như mong muốn. Họ cảm giác như cả thế giới sẽ khinh thường nếu mình thua thiệt một chút so với mọi người. Họ cảm giác như mình không đủ khả năng để đạt được ước nguyện của ba mẹ. Và nếu điều ấy xảy ra thật sự, họ sẽ thà chết đi còn hơn, vì đó là một nỗi nhục lớn. Đối với Mai, lúc nhận tin trượt đại học nào khác gì cảm giác của bạn nam sinh kia. Sự kỳ vọng của ba mẹ không thành, giấc mơ làm họa sĩ cũng chẳng thể thực hiện được, vì thời gian đâu cho Mai đi học lại để theo đuổi hội họa. Mà cũng bởi ba mẹ bảo làm hội họa sẽ nghèo suốt đời nên không khuyến khích cô theo đuổi. Mai còn nhớ như in cái cảm giác lạc lõng, tủi nhục, sợ hãi cái cảnh đứa bạn thân cạnh nhà cùng đám bạn ở quê đi học đại học, trong khi mình núp bóng ở nhà ôn thi bác sĩ trở lại theo sự sắp đặt của ba mẹ. Thi lại năm 2 nhưng vì thiếu nửa điểm nên Mai cũng chẳng thể làm bác sĩ như ba mẹ mong muốn. Cô phải nhắm mắt đưa chân học nguyện vọng hai bên khối kỹ thuật, một ngành nghề chẳng liên quan gì với sự đam mê của cô. Mai đã đi học xa nhà như thế, và với cô đó là một chuỗi ký ức buồn. Cô luôn sống trong cảm giác tội lỗi vì làm ba mẹ thất vọng, sống trong sự lo sợ vì nghĩ ngành nghề cô học cũng sẽ chẳng giúp cô được việc gì ra hồn khi ra trường. Chính vì thế cô đã thu mình lại lầm lì ít nói, thiếu tự tin trong giao tiếp, đến nỗi bạn bè cùng phòng cũng chẳng hiểu nổi Mai. Những năm đầu đại học với cô chẳng có một chút ý nghĩa gì, cô học hành cũng chẳng thể khá hơn mà chỉ ngày đêm mong muốn mình có thể sớm chấm dứt cảnh tù ngục này. Sớm chấm dứt việc học những môn kỹ thuật mà với Mai đó là một cực hình từ tấm bé. Cô hay ra công viên ngồi một mình thẫn thờ nghĩ về chính mình, tại sao mãi không thể thoát ra khỏi cái vỏ bọc u uất, ngột ngạt vô hình ấy. Cô luôn suy nghĩ nông cạn rằng tuổi thanh xuân của mình cũng hết rồi, đã chậm một năm so với bạn bè giờ phải chậm đến bao giờ nữa. Cố sống cho tới ngày ra trường rồi mình sẽ làm được những gì mình thích. Cô tự an ủi mình như thế để thời gian trôi qua. Nhưng rồi càng ngày tâm hồn cô càng nặng trĩu, sinh ra bệnh tật mà chẳng thể tìm được lối thoát cho mình. Giờ đây, khi được thoát khỏi con người trước kia và tìm lại được chính mình, Mai chợt bật cười về sự ngộ nghê dại khờ thời tuổi trẻ. Tuy hiện tại, Mai không giàu sang địa vị như giấc mơ bố mẹ từng ấp ủ, nhưng Mai rất hài lòng với những gì đang có. Bởi tâm hồn cô giờ có thể an yên, tĩnh lặng trước mọi niềm vui hay nỗi buồn trong cuộc sống, chứ không như trước đây không thể chịu nổi bất cứ áp lực nào và không dám làm những gì mình thích. Và đặc biệt hơn là cô đã tìm được lời giải đáp cho câu hỏi của chính mình: rốt cuộc mình sống vì điều gì, và nó có ý nghĩa gì với mình trong cuộc đời này. Cô thầm cảm ơn vì mình may mắn có duyên với Phật Pháp từ bé, nên đã hình thành trong cô một sự hiếu thuận vô bờ bến đối với bậc sinh thành của mình. Nếu không nghĩ rằng mình còn nợ ba mẹ quá nhiều công sinh thành dưỡng dục, do đó phải cố gắng sống để phụng dưỡng, thì có lẽ Mai đã sớm kết thúc cuộc đời tươi đẹp của mình như nam học sinh kia lúc biết tin mình trượt đại học. Nhưng điều thật sự giúp Mai có được hạnh phúc như ngày hôm nay chính là cô đã tìm thấy lời giải của chính mình. Mỗi một sinh mệnh sinh ra đều rất đáng trân quý và đều có ý nghĩa riêng nên phải biết gìn giữ. Con người sống trên đời chỉ hơn nhau ở cốt cách chứ không phải vật chất xa hoa bên ngoài. Bởi của cải khi sinh chẳng đem đến khi tử chẳng mang theo.
Mỗi cá nhân trong luân hồi đều có nghiệp lực khác nhau, do đó chịu khổ chính là hoàn trả nợ nghiệp. Hãy lấy khổ làm vui, vì khi nghiệp hết phước đến thì mới có hạnh phúc thật sự. Luôn chú tâm tu dưỡng đạo đức mới là điều căn bản trong cuộc sống, bởi chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Chính vì nhận ra triết lý đơn giản này mà từ một cô gái rụt rè, ít nói Mai đã có thành tích vượt bậc vào năm cuối đại học và trở thành sinh viên tiêu biểu của trường, đóng góp nhiều trong các dự án khoa học có sự hợp tác của các tổ chức phi chính phủ, dẫn đầu trong các hoạt động ngoại khóa, được nhiều thầy cô bạn bè quý trọng, yêu mến. Hiện tại, Mai có một công việc lương tuy đủ sống nhưng nhẹ nhàng, có thời gian cho cô tiếp tục theo đuổi ước mơ thành nhà thư họa. Đặc biệt những tác phẩm của Mai cũng được nhiều người yêu mến, trân trọng. Cô có một mái ấm hạnh phúc cùng gia đình nhỏ, mẹ chồng lại rất yêu thương cô. Nhưng sâu thẳm trong lòng Mai biết rằng, những hạnh phúc hiện tại cô có được không phải ngẫu nhiên, mà là do tâm cô đã thật sự bình lặng trước mọi sóng gió cuộc đời. Cô biết sống đủ và biết cho đi, biết mỉm cười trước nghịch cảnh, biết nhìn xuống và biết học cách yêu thương. Câu chuyện thứ ba, cố chấp không tha thứ sẽ khiến chính bản thân chúng ta đau khổ. Khoan dung được ví như một sợi dây vô hình nối trái tim với trái tim, làm cho cuộc sống giàu tình thương, xã hội hòa bình, thân ái. Thế cho nên, Phật mới dạy rằng, tài sản quý giá nhất của đời người chính là lòng khoan dung. Khi Trọng Cung hỏi thế nào là nhân thì Khổng Tử nói, kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân, điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Nhân được coi là điều cao nhất của luân lý, đạo đức. Khổng Tử nói, người không có nhân thì lễ mà làm gì? Người không có nhân thì nhạc mà làm gì? Sách Luận Ngữ. Học trò của Khổng Tử là Tử Cống từng hỏi ông rằng, thưa thầy, có hay không có một chữ mà có thể làm nguyên tắc khiến con người cả đời làm theo? Khổng Tử nói, chính là chữ thứ. Chữ thứ này chính là mang ý nghĩa khoan dung, độ lượng. Một vị học trò khác của Khổng Tử là Nhan Hồi cũng từng nói, nhân thiện ngã, ngã diệt thiện chi, nhân bất thiện ngã, ngã diệt thiện chi. Tạm dịch, người đối tốt với ta cũng đối tốt với người. Người không đối tốt với ta vẫn đối tốt với người. Phương pháp luận của Lão Tử cụ thể hơn, với kẻ lành, lấy lành mà ở, với kẻ chẳng lành, vẫn lấy lành mà ở. Còn Đức Thích Ca dạy, oán trả oán, oán ấy chồng chất, lấy ân trả oán, oán ấy tiêu tan. Chiến Quốc Sách kể rằng, Tín Lăng Quân đánh bại quân Tần, cứu được Hàm Đan, bảo toàn được nước Triệu, cho nên Triệu Vương tự mình thân chinh đến vùng ngoại ô nghênh đón ông. Đường Tuy bảo Tín Lăng Quân rằng, tôi từng nghe người ta nói, có chuyện không thể biết, có chuyện không thể không biết, có chuyện không thể quên, có chuyện lại không thể không quên. Tín Lăng Quân hỏi, như vậy ý tứ là thế nào? Đường Tuy trả lời, người ta căm hận ta, việc như thế này không thể không biết. Nếu ta phụ lòng người khác, như thế ta cần phải tìm cách bồi thường cho họ. Căm giận người ta, tâm thái như thế thì không nên có, cần dùng lòng khoan thứ mà hóa giải. Nhưng trong lúc hóa giải, không nên đồn đại khắp nơi mà mang đến cho người khác sự quấy nhiễu và khẩn trương. Người ta có ân đức với mình, việc như thế không thể quên, cần cảm ơn báo đáp. Mình có ân đức với người ta, việc như thế không thể không quên, nếu không sẽ làm chính mình và người ta phải chịu áp lực lớn. Bây giờ ông đã đánh bại quân Tần, cứu được Hàm Đan, bảo toàn được nước Triệu, đó là ân đức rất lớn đối với họ. Triệu Vương tự mình đến ngoại ô nghênh đón ông, gặp Triệu Vương, chỉ mong ông quên cái ân đức của mình đi. Tín Lăng Quân nói, tôi nhất định cẩn thận nghe theo lời ngài dạy bảo. Người xưa chú trọng vào tu thân dưỡng tính, lúc nào cũng chú trọng kiểm tra lại bản thân mình, đồng thời có thể dùng lòng khoan dung mà lượng thứ cho khuyết điểm của người khác. Điều đó không chỉ khiến cho đức hạnh của bản thân mình có thể nâng cao lên mà còn có thể cảm hóa, thiện hóa người khác. Với kẻ thành tín, lấy thành tín mà đãi, với kẻ không thành tín vẫn lấy thành tín mà đãi. Nghĩ kỹ thêm mới thấy, hai chữ khoan dung thốt ra nhẹ nhàng biết bao nhiêu mà thực hành lại nặng nề bấy nhiêu, bởi nếu lòng dạ hẹp hòi thì không chứa nổi hai chữ ấy. Khoan dung, với giá trị sâu sắc của nó, được ví như một sợi dây vô hình nối trái tim với trái tim, làm cho cuộc sống giàu tình thương, xã hội hòa bình, thân ái. Dù vậy, chúng ta không nên cho rằng khoan dung là nhân nhượng, là chùn bước, dễ dàng đầu hàng cái xấu, cái ác. Khoan dung chính là cảnh giới của người quân tử. Thế cho nên, Đức Phật mới dạy rằng, tài sản quý giá nhất của đời người chính là lòng khoan dung. Khi Mahatma Gandhi quyết tâm đòi quyền lợi cho dân Ấn, ngài vẫn có lòng khoan dung trước những hành vi quá quắt của thực dân Anh. Ngài nói, vì điều xấu ác chỉ có thể được duy trì bởi bạo lực, điều quan trọng là tất cả mọi hoạt động bạo lực đều phải từ bỏ. Nếu chúng ta đáp trả bạo lực bằng bạo lực thì những nhà lãnh đạo tương lai của chúng ta chẳng qua cũng được đào tạo trong môi trường bạo lực.
Nếu cứ ăn miếng trả miếng thì đất nước mà chúng ta giành lại được chỉ là một xứ sở mù lòa. Có thể nói Gandhi đã thực hành đúng lời Phật dạy, oán trả oán, oán ấy chồng chất, lấy ân trả oán, oán ấy tiêu tan. Những lời giảng của Đức Phật đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự an lạc trong tâm mỗi người cũng như trong cả cuộc sống. Theo Phật dạy, tha thứ là một bước hết sức quan trọng nhằm đạt được trạng thái an lạc này. Đức Phật cũng dạy việc cố chấp, không tha thứ sẽ làm bản thân chúng ta đau khổ. Ai không thể buông bỏ những điều sai trái mà người khác gây ra cho mình thì cũng không thể buông bỏ được sự hận thù, đau khổ khỏi bản thân. Hận thù kéo theo đau khổ và càng nhiều đau khổ thì ta lại càng dày vò quá khứ, càng nung nấu hận thù. Tha thứ cho người khác cũng như tha thứ cho bản thân mình là một bước quan trọng trong việc đạt tới sự an lạc và giác ngộ. Buông bỏ hận thù và tha thứ cho những người đã làm tổn hại mình sẽ giúp chúng ta tinh tiến trong việc tu tập. Do vậy, tha thứ còn được coi là một phương pháp tu tập, cũng giống như thiền định. Có đau khổ thì mới có được an lạc. Để đạt được sự an lạc, người ta cần phát triển trí tuệ và từ bi. Cần phải có những hoàn cảnh dẫn đến sự đau khổ thì chúng ta mới có cơ hội tăng trưởng trí tuệ và từ bi. Do vậy, những hoàn cảnh bất lợi, gây tổn thương cũng đồng thời là nguồn chất liệu để chúng ta tu tập. Vậy thì càng không nên thù hằn những người đã gây ra hoàn cảnh bất lợi đó. Cũng như rác rưởi và hoa màu, mới nhìn thì không thấy có sự liên quan gì với nhau. Ai cũng thích hoa mà ghét rác, nhưng một người làm vườn thì lại không ghét, không xua đuổi rác bởi ông ta có thể dùng rác để ủ thành phân hữu cơ bón cho cây trồng, cây sẽ nở hoa đẹp. Thực hành tha thứ và khoan dung chính là thực hành tăng trưởng trí tuệ và lòng từ bi. Câu chuyện thứ tư, lòng không ác, ắt không khổ. Cổ nhân nói, sống chết có số, phú quý do trời. Con người sở dĩ phiền não phần lớn đều là vì lo được lo mất, hoặc là canh cánh trong lòng một số sự tình nào đó. Người ta thông thường đều là ở trong cường điệu bản thân quá mức hoặc truy cầu quá nhiều rồi không đạt được mà đánh mất đi sự khoái hoạt, mà rơi vào đau khổ. Có phải bạn luôn cảm thấy mình đã làm rất nhiều việc tốt nhưng mọi việc đến với mình vẫn không suôn sẻ? Có phải bạn cảm thấy mình có năng lực nhưng chưa bao giờ được trọng dụng? Thực tế bạn đã trao đi tấm lòng của mình nhưng lại không được người khác thấu hiểu. Câu chuyện sau chính là câu trả lời cho những điều trên. Có một cậu thanh niên vì cuộc sống quá buồn phiền và đau khổ nên đã tìm đến hỏi một vị thiền sư cao tuổi rằng thực tế tại sao những người tốt lại sống khổ, trong khi những kẻ ác ngoài kia lại sống tốt như vậy. Vị thiền sư nhìn cậu thanh niên và nói với vẻ từ bi, người trong lòng cảm thấy đau khổ, nghĩa là trong lòng người ấy còn có ác tâm mới gây ra đau đớn như vậy. Nếu người không có ác niệm trong lòng, thì trái tim sẽ không có đau đớn. Nếu con vẫn còn cảm thấy đau trong lòng, có nghĩa là cái ác trong lòng con chưa được tiêu trừ, và con chưa phải là một người lương thiện thực sự. Những người con cho là ác cũng chưa chắc đã thật là kẻ ác. Bởi một người có thể sống vui vẻ, thì họ không phải là người ác thực sự. Sau khi nghe thiền sư nói, chàng thanh niên không phục mà đáp lại, con từ nhỏ đã có lòng tốt, con làm sao có thể là kẻ ác được. Thiền sư nói, lòng không ác, ắt không khổ. Nếu lòng con còn khổ, thì tức là con còn cái ác trong lòng. Con hãy nói về nỗi khổ của con, ta sẽ cho con biết ác tâm nào đang tồn tại trong con. Cậu thanh niên liền kể cho vị thiền sư nghe một loạt về nỗi khổ của mình. Con khổ lắm. Con làm việc rất chăm chỉ nhưng lương rất thấp, ở trong căn phòng trọ nhỏ, nhiều áp lực trong cuộc sống, con rất lo sợ về tương lai. Con luôn trong lòng hoang mang và đau đớn, con muốn thay đổi cuộc sống, nhưng cảm thấy bất lực. Có những người chẳng học hành gì vẫn giàu có, con thấy không phục. Người trí thức có học như con đi làm lương lại ba cọc ba đồng, thực sự là quá bất công. Đôi lúc người nhà chẳng chịu nghe lời khuyên của con cũng thấy rất khó chịu. Thiền sư nghe xong, nhẹ nhàng giảng giải, thu nhập hiện nay của con đủ để con nuôi sống bản thân và gia đình. Con cũng có nhà ở, không phải lưu lạc nơi đầu đường. Chỉ là diện tích có hơi nhỏ một chút, con hoàn toàn không phải vì những điều ấy mà đau khổ. Thế nhưng lòng con tham tiền tài, thích nhà rộng, vậy nên mới cảm thấy khổ đau. Lòng tham cũng là cái ác. Nếu con có thể loại bỏ lòng tham, vậy con sẽ không còn thấy khổ vì những điều đó nữa. Nói đến đây, thiền sư nhấp một ngụm trà, từ tốn tiếp tục. Trong xã hội, có nhiều người thiếu văn hóa nhưng lại trở nên giàu có. Con cảm thấy không phục, đó là lòng đố kỵ, đây cũng là một loại ác tâm. Con cho rằng bản thân mình có văn hóa thì nên được hưởng thu nhập cao, đây chính là lòng kiêu căng. Kiêu căng vốn cũng là một loại ác tâm, bởi vì có văn hóa không phải là căn nguyên của sự giàu có, mà do kiếp trước chăm cứu tế nên kiếp này mới sang giàu. Thấy cậu thanh niên có vẻ trầm tư, vị thiền sư tiếp tục lý giải, người nhà không nghe theo lời khuyên nhủ của con thấy không phục, đó là thiếu lòng bao dung.
Tuy rằng đó là người thân của con, nhưng họ cũng mang tư tưởng và quan điểm của riêng mình. Vì sao con lại muốn ép họ phải tuân theo quan điểm và tư tưởng của con? Không bao dung sẽ sinh ra hẹp hòi, lòng hẹp hòi cũng tính là ác tâm. Tham lam, đố kỵ, kiêu căng, hẹp hòi đều là ác tâm. Bởi lòng con tồn tại những ác tâm như vậy, nên sự đau khổ mới có chỗ đứng. Nếu con có thể loại bỏ những ác tâm ấy thì ắt mọi đau khổ kia cũng tan thành mây khói. Hãy cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn với thu nhập cùng nhà ở của mình. Con nên biết rằng, con căn bản sẽ không chết đói, cũng chẳng chết cóng. Còn những người kia tuy rằng giàu có, nhưng cũng chỉ là tránh được chết đói và chết cóng mà thôi. Con nên biết rằng, con người có vui vẻ hay không vốn không quyết định bởi tiền tài hay vật chất, mà tùy thuộc vào thái độ sống của họ. Nắm giữ từng phút giây của cuộc đời, thay thế cái tham lam vốn có bằng thái độ lạc quan, điềm tĩnh, bằng lòng cần cù, con sẽ dần cảm thấy vui vẻ. Câu thanh niên nghe xong hỏi rằng, vậy con nên làm thế nào? Thiền sư đáp, trong xã hội, con nên vui cho những người học vấn không cao mà vẫn giàu có, con cũng nên chúc cho họ càng sung túc hơn, càng có nhiều niềm vui hơn mới đúng. Khi nhìn thấy người khác đạt được điều gì, hãy vui như thể chính con đạt được điều ấy vậy. Khi chứng kiến người khác mất đi thứ gì, hãy buồn như thể chính con cũng mất đi thứ đó. Người như vậy mới là người lương thiện. Còn con hiện tại, bất bình khi thấy người khác hơn mình, đây chính là lòng đố kỵ, là ác tâm, là thứ cần kiên quyết dứt bỏ thì mới có thể vui vẻ thay vì đố kỵ. Con cũng cho rằng, con có chỗ hơn người, tự cho mình là giỏi, đây chính là kiêu căng. Người kiêu căng thì không thấy được thiếu sót của bản thân, nên mới không thể nhìn thấy đủ loại ác tâm trong lòng mình. Tính xấu ấy sẽ cản trở sự tiến bộ của bản thân, dẫn đến sự tụt hậu và tự ti. Nên nhớ rằng, chỉ có người nuôi dưỡng đức tính khiêm tốn từ tận sâu đáy lòng, luôn đặt mình ở vị thế khiêm nhường thì mới có được sự sung túc và an vui. Nghe xong, chàng thanh niên vô cùng xúc động, im lặng hồi lâu, sau đó cúi đầu cảm tạ vị thiền sư lớn tuổi và nói, nếu không có thiền sư chỉ bảo, con sẽ vĩnh viễn không nhìn thấu cái ác trong lòng mình. Cổ nhân nói, sống chết có số, phú quý do trời. Bởi vậy hết thảy sự tình trong cuộc sống thuận theo tự nhiên là lựa chọn tốt nhất của sinh mệnh. Con người sở dĩ phiền não phần lớn đều là vì lo được lo mất, hoặc là canh cánh trong lòng một số sự tình nào đó. Người ta thông thường đều là ở trong cường điệu bản thân quá mức hoặc truy cầu quá nhiều rồi không đạt được mà đánh mất đi sự khoái hoạt, mà rơi vào đau khổ. Chính vì vậy con người ta vốn là nên hướng đến cái thiện, rời xa cái ác, đó cũng là đạo trời. Một người nếu có thể hiểu được số phận, họ sẽ thản nhiên đối mặt với những an bài của số phận, không vì những được mất và lợi ích mà sinh ra phiền não, mà bất chấp lương tri. Câu chuyện thứ 5, tiến sĩ. Có một vị tiến sĩ được phân vào một viện nghiên cứu, anh là người có học vị cao nhất ở đây. Một ngày nọ, anh ra ao nhỏ đằng sau viện để câu cá, ông giám đốc và phó giám đốc người bên phải bên trái cũng đang câu cá. Anh chỉ gật đầu mỉm cười, cả hai đều chưa tốt nghiệp đại học, có gì hay để mà nói chuyện cùng. Một lúc sau, vị giám đốc bỏ cần câu xuống, giãn gân cốt một chút, từ từ đi trên mặt nước như bay đến nhà vệ sinh đối diện. Tiến sĩ mắt mở kinh ngạc, bay trên nước ư? Không thể nào, nhưng đây là cái ao mà. Lúc đó vị giám đốc cũng từ nhà vệ sinh quay trở lại, cũng y như lúc trước từ từ đi trên mặt trước trở về. Chuyện này là thế nào? Vị tiến sĩ rất ngại đi hỏi, bản thân dù sao cũng là tiến sĩ cơ mà. Sau một lúc, người phó giám đốc đứng dậy, bước vài bước, từ từ bay qua mặt nước đi đến nhà vệ sinh. Lần này thì vị tiến sĩ thiếu chút nữa là té xỉu, không thể nào, mình đã tới nơi hội tụ các cao thủ giang hồ sao? Vị tiến sĩ lúc này rất cần đi vệ sinh, hai mặt quanh hồ đều tường bao quanh, muốn đến nhà vệ sinh đối diện chẳng phải đi vòng qua đường khoảng 10 phút, mà đi về đơn vị lại quá xa, làm thế nào bây giờ? Vị tiến sĩ cũng không muốn hỏi hai giám đốc, nhịn tới cả nửa ngày, cuối cùng anh cũng nhấc người lên bước qua chỗ nước. Tôi không tin rằng người chưa tốt nghiệp đại học có thể đi trên nước, mà tiến sĩ như tôi không qua được. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lên, vị tiến sĩ bị rơi xuống nước. Hai giám đốc kéo anh lên và hỏi anh ta tại sao muốn xuống nước. Anh hỏi, tại sao các anh có thể đi qua? Hai giám đốc nhìn nhau cười, trong ao này có xếp hai hàng cọc gỗ nhỏ, do hai ngày mưa nước ngập che đi. Chúng tôi đều biết chỗ của cọc gỗ nên có thể bước lên cọc mà đi. Tại sao cậu không hỏi chúng tôi một tiếng? Bằng cấp học vị thể hiện quá khứ, chỉ có năng lực học hỏi mới thể hiện tương lai. Tôn trọng người có kinh nghiệm mới có thể tránh đi đường vòng. Một nhóm tốt cũng cần phải là một nhóm biết học hỏi. Câu chuyện thứ 6, tấm lòng nhân ái. Có một ông già cô đơn, không có con và ốm yếu.
ông quyết định chuyển đến bệnh viện dưỡng lão. Ông lão giao bán ngôi nhà đẹp của mình. Người mua đổ xô tới hỏi tin giá khởi điểm cho ngôi nhà E80.000, nhưng mọi người nhanh chóng tranh nhau hỏi với mức E100.000. Giá ngôi nhà vẫn tiếp tục tăng lên. Ông già vô cùng buồn bã khi sắp mất ngôi nhà. Ông luôn u sầu. Nếu không phải do tình hình sức khỏe yếu, ông sẽ không bán đi ngôi nhà đã cùng ông đi qua nửa đời người. Một chàng thanh niên ăn vận đơn giản tới trước mặt ông lão, cúi xuống và thì thầm: "Thưa ông, tôi cũng muốn mua ngôi nhà này, nhưng tôi chỉ có E10.000. Nhưng nếu ông bán cho tôi ngôi nhà, tôi hứa sẽ vẫn để ông sống trong ngôi nhà như trước, và tôi sẽ cùng ông uống trà, đọc báo, đi bộ mỗi ngày, ngày ngày đều vui vẻ hạnh phúc. Hãy tin tôi sẽ chăm sóc ông với tất cả tấm lòng." Ông già gật đầu và mỉm cười, và bán ngôi nhà với giá E10.000 cho anh. Để biến ước mơ thành sự thật, bạn không nhất thiết phải lạnh lùng, tranh đoạt, chí trá. Đôi khi chỉ cần bạn có một trái tim biết yêu thương là đủ. Câu chuyện thứ 7, sự lựa chọn. Một nông dân cứu vợ thoát khỏi cơn lũ, con trai ông thì bị chết đuối. Sau đó, mọi người bình luận không ngớt. Tôi nghe mọi người bàn luận, cũng bối rối khó phân định. Nếu bạn chỉ có thể cứu một người, rốt cục phải cứu vợ hay con trai? Vì vậy, tôi đã đi đến thăm người đàn ông và hỏi ông lúc đó ông nghĩ thế nào. Ông trả lời: "Tôi không nghĩ gì cả. Cơn lũ ập tới, vợ tôi đang ở cạnh, tôi giữ cô ấy và bơi về phía ngọn núi gần đó. Con trai thì đã bị cơn lũ cuốn trôi rồi." Trên đường về nhà, tôi nghĩ mãi về những lời của người nông dân và tự nói với mình, cái gọi là sự lựa chọn của cuộc sống nhiều khi đã là định sẵn như vậy. Câu chuyện thứ 8, cho đi. Có một người thợ mộc già đã sẵn sàng nghỉ hưu. Ông nói với sếp rằng ông muốn rời bỏ nghề, về nhà với vợ và các con hưởng niềm vui bên gia đình. Ông chủ tiếc người thợ giỏi và nhờ người thợ giúp xây dựng một ngôi nhà. Người thợ mộc già đã đồng ý. Nhưng sau đó mọi người đều nhận thấy người thợ không còn đặt tâm vào công việc nữa. Ông sử dụng vật liệu kém, làm cũng chỉ thô sơ. Khi ngôi nhà được xây xong, ông chủ trao cho người thợ chìa khóa nhà. "Đây là ngôi nhà của ông," người chủ nói, "tôi tặng ông món quà này." Ông thợ kinh ngạc tròn mắt há mồm, xấu hổ muốn độn thổ. "Nếu ông biết sớm, đây là ngôi nhà xây cho mình, làm sao ông để như thế này chứ? Bây giờ ông phải sống trong một ngôi nhà được xây cất ẩu thả." Chúng ta có phải từng như thế không? Chúng thờ ơ kiến tạo cuộc sống của mình, không hành động tích cực mà lại ứng phó tiêu cực, luôn không muốn làm cho tốt hơn nữa, tới thời khắc quan trọng lại không thể nỗ lực hết sức mình. Đợi tới khi chúng ta giật mình nhận ra rằng tình cảnh của mình thì từ lâu đã bị mắc kẹt trong ngôi nhà do chính mình xây. Ví như bạn là người thợ mộc, hãy tưởng tượng về ngôi nhà của bạn. Mỗi ngày bạn đóng một cái đinh, thêm một miếng ván, hoặc dựng lên một bức tường. Hãy dùng trí huệ của bạn để làm chúng cho thật tốt. Cuộc sống của bạn chỉ có thể do bạn sáng tạo nên, không thể san bằng đi xây lại. Ngay cả khi chỉ có một ngày để sống, ngày hôm đó cũng cần sống sao cho đẹp, cho cao quý. Hãy nhớ, cuộc sống do tự bạn sáng tạo. Câu chuyện thứ 9, cửa sổ. Có một cụ bà luôn phàn nàn cụ bà ở đối diện rất lười biếng. Quần áo của bà ý không bao giờ giặt sạch. Nhìn xem, quần áo của bà ấy phơi trong sân, luôn có những đốm. Tôi thực sự không hiểu tới cả giặt quần áo mà có thể giặt như thế. Cho đến một ngày, có một người bạn sáng suốt đến nhà bà, mới phát hiện ra không phải là cụ bà đối diện giặt quần áo không sạch. Người bạn cẩn thận lấy một mảnh vải, lau những vết cho bụi bẩn trên cửa sổ của cụ bà, rồi nói: "Hãy nhìn xem, không phải giờ nó sạch rồi sao?" Hóa ra các cửa sổ nhà của bà cụ bị bẩn. Câu chuyện thứ 10, tự nhắc nhở bản thân. Có một cụ bà ngồi nhìn vào bên lề đường không xa một bức tường cao, luôn luôn cảm thấy rằng nó sẽ sớm sập. Thấy ai tới gần bức tường, bà đều thiện ý nhắc nhở: "Bức tường sắp sập, nhớ tránh xa một chút." Người được nhắc nhở không hiểu bà vì không thấy có biển báo gì nên cứ thế bước qua bức tường không sập. Bà lão bực bội: "Sao lại không nghe lời ta?" Một số người đến, bà già lại khuyến cáo. 3 ngày sau, nhiều người đi ngang qua bức tường và không gặp phải nguy hiểm. Ngày thứ 4, bà già cảm thấy có gì đó kỳ lạ và có chút thất vọng. Vô tình đi tới chỗ bức tường để xem xét kỹ. Nhưng vào đúng lúc đó, bức tường sập xuống, bà già vùi lấp trong đống bụi đất và gạch. Nhắc nhở người khác thường rất dễ dàng, rất tỉnh táo, nhưng có thể làm được luôn luôn thanh tỉnh nhắc nhở bản thân lại rất khó. Vì vậy mới nói, nguy hiểm nhiều khi do chính bản thân mình gây ra. Câu chuyện thứ 11, quả táo bên sông. Một hôm, một vị sư già yêu cầu các môn đệ mỗi người lên núi mang một gánh củi về. Các đệ tử vội vàng làm theo,
Trên đường gánh củi về đến một con sông cách núi không xa, tất cả đều kinh ngạc. Chỉ thấy cơn lũ từ trên núi tràn xuống, dù thế nào cũng không thể gánh củi qua sông. Ra về tay không, các đệ tử đều có chút ủ rũ. Duy chỉ có một tiểu hòa thượng khá thản nhiên. Vị sư già hỏi tại sao, tiểu hòa thượng bèn lấy ra một quả táo từ trong ngực và đưa cho ông rồi nói, không qua được sông, không gánh được củi. Thấy bên sông có cây táo, con tiện tay hái quả táo chín duy nhất trên cây. Sau đó, vị tiểu hòa thượng này được vị sư già chọn để truyền đạo. Trên đời có những con đường không đi được hết, có những con sông không sang được. Không qua được sông, có thể quay đầu trở về cũng là một loại trí tuệ. Nhưng trí huệ thật sự không phải là làm gì ở bên sông. Hãy để tư tưởng bay như con diều, giống như việc hái xuống một quả táo. Từ xưa tới nay, người giữ vững niềm tin như vậy đều cuối cùng đạt được sự đột phá và siêu việt trong cuộc sống. Câu chuyện thứ 12, đạo lý đơn giản. Ngày xưa, có hai người sắp chết đói được một vị trưởng giả đi ngang qua ban ân, cấp cho một cần câu cá và một cái sọt to đầy cá tươi. Bọn họ một người muốn có sọt cá, người kia muốn có cần câu, vì vậy họ chia tay nhau mỗi người một ngà. Người chọn sọt cá ngay tại chỗ dùng củi khô để đốt lửa và nấu cá. Anh ta ăn hết sọt cá, rồi không biết làm gì, đến mấy ngày sau lại chịu đói chịu khổ, một thời gian sau thì qua đời. Người kia thì cầm cần câu tiếp tục chịu đói, từng bước gian nan đi về phía biển. Nhưng sau nhiều ngày, khi nhìn thấy đại dương xanh cách đó không xa, chút sức lực cuối cùng của anh đã cạn, anh ta chỉ có thể nheo mắt mang theo tiếc nuối mà tự dã nhân thế. Nếu họ không đường ai nấy đi, mà bàn bạc và cùng nhau đi tìm đại dương, thì họ đã có thể từ những điều đơn giản mà có cuộc sống tạm ổn bên bờ biển. Một người chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt, cuối cùng sẽ chỉ nhận được niềm vui ngắn ngủi. Còn người có mục tiêu cao xa vẫn phải đối mặt với thực tế của cuộc sống. Chỉ có kết hợp lý tưởng với thực tế mới có thể trở thành người thành công. Đôi khi, một đạo lý đơn giản cũng đủ tạo cảm hứng cho cuộc sống ý nghĩa. Câu chuyện thứ 13, tay phải nắm tay trái. Phụ nữ giống như tay trái, đàn ông giống như tay phải. Có câu, nắm tay vợ như thể tay phải nắm tay trái. Vì sao vậy? Đầu tiên, tay trái được tay phải tin cậy nhất. Thứ hai, cả tay trái và tay phải đều là của mình. Thứ ba, bỏ tay trái đi thì bạn sẽ không lành lặn. Chẳng phải thế sao? Đàn ông đương nhiên phải có cách nghĩ của họ, nhưng nhất định cần phải cân nhắc tới tay trái của bản thân mình. Câu chuyện thứ 14, khoe khoang sẽ khơi dậy sự đố kỵ. Có một câu chuyện như thế này. Trên chặng đường đi qua thiền viện Quan Âm, Đường Tăng được Kim Trì trưởng lão khoản đãi. Kim Trì trưởng lão thấy dung mạo của Đường Tăng bất phàm, lại đến từ Đại Quốc, nên cho rằng Đường Tăng chắc chắn mang theo bảo vật kỳ lạ bên mình. Đường Tăng rất đỗi khiêm nhường, chưa nói tới việc có bảo vật hay không, dẫu có thực, ắt cũng không mang ra khoe mẽ. Nhưng Tôn Ngộ Không thì khác, con khỉ không chỉ thích khoe khoang mà còn rất hay ngứa ngáy, sinh sự. Thấy Kim Trì trưởng lão cao ngạo khoe bộ sưu tập áo cà sa, trong tâm Ngộ Không bất giác nổi giận, xúi dục Đường Tăng mang áo cà sa mà Phật Tổ ban tặng ra. Đường Tăng nghe vậy, vội lắc đầu nói, đồ đệ, chớ so tiền tài với người khác, ta và ngươi thân cô ở bên ngoài, chỉ e sẽ phạm sai lầm. Đường Tăng khuyên can, nhưng Ngộ Không không đồng tình, chỉ nghĩ đến chuyện mang áo cà sa đến trước mặt Kim Trì trưởng lão khoe khoang mà thôi. Kết quả khiến lòng tham của Kim Trì trưởng lão trỗi dậy, tìm cách hãm hại, nhằm tước đoạt báu vật. Thậm chí cuối cùng việc này còn chiêu mời yêu quái gấu đen, vô tình sinh ra rất nhiều phiền toái. Trong Tăng Quảng Hiền Văn có câu, người chẳng rời khỏi đồ vật, tiền tài chẳng lộ ra ngoài. Khoe khoang tiền tài, ngoài việc khơi dậy sự đố kỵ và oán hận của người khác ra, chẳng có ích chi. Một tâm hồn giàu có không cần khoa trương, khoe mẽ. Trên đời này có tiền thật sự rất quan trọng. Nó có thể đáp ứng mong muốn của chúng ta về mọi mặt trong cuộc sống, đảm bảo một cuộc sống ấm no cho bản thân và gia đình. Ngoài ra, tiền có thể đưa chúng ta đến nơi chúng ta muốn và cũng có thể mang lại cho chúng ta cảm giác vững chắc và an toàn. Trong xã hội ngày nay, tiền và sự giàu có giống như một biểu tượng của địa vị xã hội của một người và là một chỉ số quan trọng để đánh giá một người có thành công hay không. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống nếu một người luôn thích đứng trước người khác mà kể về những thành tựu tiền bạc, của cải mà mình đã làm ra thì điều đó thực sự gây khó chịu với những số người chưa thể có được. Thật ra, những người thật sự hạnh phúc họ không cần phải đi khoe khoang làm gì. Con người càng tự ti về điều gì càng muốn che giấu đi điều đó và càng thích khoe khoang về cái gì chứng tỏ họ càng thiếu cái đó. Bởi vì họ thiếu cảm giác an toàn trong tâm nên họ mới không ngừng dựa vào vật chất để làm vỏ bọc cho cái đầu và trái tim trống rỗng của mình.
Người càng giàu có họ càng không thích thể hiện. Họ rất tôn trọng những người dùng sự nỗ lực để thay đổi cuộc sống của bản thân, bởi họ hiểu được rằng tất cả những gì họ đang có được kỳ thực là lấy từ người khác. Câu chuyện thứ 15, người thật thà được nhiều hơn mất. Bất luận là thời xưa hay thời nay, ở xã hội nào cũng vậy, ai trong chúng ta cũng muốn tiếp xúc, kết bạn, ở chung và làm việc cùng với những người trung thành, thật thà. Đó là điều không ai có thể phủ nhận được. Người trung thành, thật thà luôn được lòng người, được người khác tin tưởng. Nhìn một cách nông cạn, bề ngoài thì tưởng rằng người thật thà sẽ bị thiệt hại, bị cho là ngốc. Nhưng kỳ thực, người xưa lại cho rằng, bởi vì thật thà phù hợp với thiên lý, nên họ là những người chắc chắn có được phúc báo trong cuộc đời. Lỗ Tông Đạo là người An Huy, sống vào thời nhà Tống. Ông là người nổi tiếng cương trực, thẳng thắn, trọng lời hứa và thành thật. Ông là thầy giáo dạy học của Thái tử Dụ Đức, con trai vua Tống Chân Tông. Có một lần, ông đến quán rượu uống rượu cùng một người bạn. Đúng lúc ấy, vua Tống Chân Tông có việc gấp cần triệu kiến ông vào cung ngay lập tức. Nhà vua đã phái sứ giả đến nhà của Lỗ Tông Đạo truyền lệnh, nhưng vị sứ giả chờ mãi mới thấy Lỗ Tông Đạo trở về. Vị sứ giả vô cùng lo lắng nói với Lỗ Tông Đạo, ngài sẽ nói như thế nào đây? Lỗ Tông Đạo điềm tĩnh trả lời, ta sẽ chiều theo sự thực mà trả lời. Vị sứ giả lại nói, nếu ngài nói sự thực ra, chắc chắn sẽ bị thánh thượng giáng tội. Lỗ Tông Đạo nghiêm mặt nói, nếu ta nói dối, sẽ phạm tội khi quân, tội ấy còn nặng hơn. Lỗ Tông Đạo lên đường vào cung, nhận lỗi và nói, thần có người bạn cũ tới chơi, nhưng bởi vì gia cảnh bần hàn, không có chén và bàn để tiếp đãi bạn, cho nên thần đã mời bạn đến quán rượu, vì thế mà tới trễ, thỉnh xin bệ hạ trị tội. Không ngờ, vua Tống Chân Tông nghe xong, chẳng những không trách cứ mà trái lại, còn khen ngợi lòng trung thành, chân thật của ông. Cũng nhờ thế mà nhà vua còn nhận định rằng trong tương lai, Lỗ Tông Đạo là người có thể tin được, trọng dụng được. Vua Tống Chân Tông còn thường xuyên đem nhận định này của mình nói cho hoàng hậu biết. Khi vua Tống Chân Tông qua đời, con trai ông là Tống Nhân Tông lên trị vì. Bởi vì tuổi còn nhỏ nên Thái Hậu là người nắm giữ việc triều chính và lúc ấy, Lỗ Tông Đạo quả nhiên rất được cất nhắc và trọng dụng. Lỗ Tông Đạo một lòng trung thành, chân thật, không bao giờ bán đứng lương tâm của mình. Ông luôn đi con đường ngay chính, không suy xét thiệt hơn, nên cả đời ông sống quang minh chính đại, được người đời kính trọng. Thành tín, thật thà là đạo đức tốt đẹp của con người. Trong xã hội hiện đại, con người ta đôi khi vì để chiếm được lợi ích, vì thiệt hơn, vì được mất mà lừa dối người khác, thậm chí làm hại người khác. Nhưng cuối cùng, sau khi trải qua rồi quay đầu nhìn lại, không ít người đã ngộ ra rằng, thứ mà mình đánh mất thành tín là vô giá, mà thứ mình tranh giành được lại chỉ là phù du. Câu chuyện thứ 16, người làm việc tốt cớ chi gặp bất hạnh, người làm việc xấu sao lại vẫn may mắn. Người xưa có câu, thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo. Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như vậy. Liệu nhân quả có thật sự tồn tại hay không? Ngày xưa, ở Ấn Độ thời cổ đại có một chàng trai tên là Naradji. Anh ta là một người thích ngao du thiên hạ, đi đây đi đó để học hỏi những điều mới mẻ và làm giàu vốn sống của mình. Một ngày kia, khi đang đi trên đường, Narad phát hiện thấy một con bò đáng thương bị mắc kẹt ở đầm lầy trước mặt. Con bò đang vùng vẫy cố gắng để thoát khỏi vũng lầy, nhưng càng cố nó lại càng trở nên đuối sức hơn và rồi đành bất lực chịu thua. Trong khi Narad chưa kịp tiến đến để giúp đỡ nó, thì bỗng một người đàn ông xuất hiện. Thực ra, hắn là một tên trộm có vẻ ngoài láu cá. Tên trộm nhìn thấy con bò xấu số thì vui mừng sáng mắt. Hắn không chút do dự, hắn nhanh chóng leo lên lưng con bò tội nghiệp và bước sang bờ bên kia. Người này cũng chẳng làm gì để giúp con vật tội nghiệp thoát khỏi nơi nó đang bị mắc kẹt. Vừa đặt chân xuống đất thì tên trộm lại mừng rỡ hơn khi phát hiện ra một cái túi đựng vài đồng tiền vàng ở trước mặt. Hắn reo lên sung sướng, nhanh tay đút gọn những đồng tiền vàng vào túi. Sau đó vui vẻ nhảy chân sáo đi mất trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của Narad. Narad lắc đầu nhìn theo, trong lòng cảm thấy có chút dư vị gì đó. Khi anh chuẩn bị chạy đến giúp đỡ con bò, thì đột nhiên một người đàn ông khác xuất hiện. Anh nhìn kỹ thì thấy người này giống như Phật tử tại gia, với điệu bộ chậm rãi và từ tốn. Vừa nhìn thấy con bò mắc kẹt, vị ấy liền bỏ lại hành lý ở bên đường, sau đó tìm cách để đưa con vật đi ra khỏi vũng lầy. Chỉ một lúc sau, con bò đã có thể bước đi trên mặt đất nhờ sự trợ giúp của cư sĩ. Thế nhưng, sau khi giúp đỡ được con vật và đi được vài bước, vị cư sĩ ngoái lại nhìn, do không để ý nên đã bị ngã xuống hố. Narad kinh ngạc chạy đến giúp cậu ta. Lúc ấy trong đầu anh bắt đầu thắc mắc,
Tại sao người làm việc tốt thì lại gặp chuyện bất hạnh, còn kẻ xấu thì lại gặp may? Anh lần này nhất định phải đi tìm câu trả lời. Mang theo nỗi băn khoăn, Narad-ji đi tìm gặp thần Vishnu, một trong những vị thần quan trọng nhất của đạo Hindu. Anh kể lại tất cả những gì mình được chứng kiến cho thần Vishnu nghe rồi hỏi rằng: "Thưa thần Vishnu, con không thể hiểu được lý do tại sao vị thầy tu đáng kính, đức độ làm hết sức để cứu con bò thoát khỏi đầm lầy đã không được trả ơn, lại còn gặp chuyện chẳng may ngã xuống cái hố đó rất đau. Trong khi tên trộm láu cá chẳng làm gì để cứu con bò, còn tàn nhẫn dẫm lên lưng nó để sang bờ bên kia, thì lại may mắn nhặt được mấy đồng tiền vàng. Vậy chẳng phải điều này quá vô lý sao? Vậy ai còn tin nhân quả và muốn làm việc tốt và làm người tốt nữa?" Narad không thể giấu được sự bức xúc trong lòng. Thần Vishnu nghe xong những thắc mắc của Narad, liền mỉm cười và trả lời rằng: "Ngươi mới chỉ nhìn thấy những sự việc diễn ra trước mắt, chưa hiểu nguyên nhân bên trong mà phỏng đoán nên cảm thấy đây là sự bất công. Tuy nhiên, ta lại có thể nhìn được nhiều hơn thế. Tên trộm kia kiếp trước làm được nhiều việc tốt, kiếp này lẽ ra anh ta sẽ phát hiện được cả một kho báu. Nhưng vì anh ta chọn sống ích kỷ, nhỏ nhen, tư lợi nên kết quả chỉ nhận được vài đồng vàng. Trong khi đó, vị cư sĩ kia đã đến ngày tận số, lẽ ra hôm nay sẽ phải bỏ mạng ở nơi này, nhưng vì thấy con bò gặp nạn mà ra tay cứu giúp nên vận số được hóa giải, chỉ còn là một cú ngã nhẹ mà thôi. Ngươi còn thấy cuộc đời này bất công nữa hay không?" Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy cho dù là ai đi chăng nữa cũng không thoát khỏi luật nhân quả được. Theo quan điểm của Phật giáo, Hindu hay nhiều tôn giáo và tín ngưỡng dân gian khác, tiền kiếp là có thật, nhưng khoa học thì chưa chứng thực được. Nhân quả không phải là điều mà con người có thể nhìn thấy, chỉ có thần Phật mới thấy được ngọn nguồn nguyên nhân của sự việc. Do vậy, mỗi người chỉ cần làm cho tốt việc mà bản thân cần làm, những điều khác vốn đã có an bài của trời xanh. Đừng vì không thấy nhân quả mà chúng ta không tin, nó sẽ đi theo bất kỳ ai như hình với bóng. Còn nếu chưa thấy nhân quả báo ứng xuất hiện thì chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Câu chuyện thứ 17, tại sao nói thông minh không bù đắp được cho đạo đức? Đạo đức của con người một khi đã trượt dốc thì dù thông minh đến mấy cũng chẳng ích gì. Kinh nghiệm tìm việc của một cô gái du học ở Pháp dưới đây, xem xong tỉnh ngộ. 20 năm trước có một cô gái trẻ ngay sau tốt nghiệp liền đến nước Pháp để vừa làm vừa học. Rồi dần dần cô phát hiện rằng hệ thống giao thông công cộng ở đây là tự mua vé. Cũng chính là bạn muốn đi đến đâu thì sẽ phải đến chỗ bán vé để xếp hàng mua. Trạm chờ xe thì đều theo hình thức mở, không thiết kế cửa kiểm vé, cũng không có nhân viên kiểm vé. Thậm chí, những lần đến kiểm vé bất chợt là vô cùng ít. Cô ấy thấy rằng đây là lỗ hổng trong quản lý, hay là nói theo cách tư duy của cô là lỗ hổng. Dựa vào sự thông minh của mình, cô ấy đã ước tính xác suất tỷ lệ bị kiểm tra khi không mua vé chỉ là 3/10.000. Cô ấy rất đắc chí với tính toán này của mình. Từ đó, cô thường xuyên đi xe mà không mua vé. Cô ấy còn tìm ra lý do để biện giải cho việc làm của mình. Vì mình vẫn còn là sinh viên nghèo, có thể tiết kiệm được chút nào thì nên tiết kiệm. 4 năm sau, với tấm bằng đại học xuất sắc của một trường đại học nổi tiếng, cô tràn đầy tự tin nộp đơn xin việc vào một số công ty đa quốc gia tại Paris và cô đã được nhận vào thử việc. Những công ty này ban đầu đều rất hào hứng với cô, nhưng chỉ sau đó vài ngày họ lại nhẹ nhàng từ chối không nhận cô. Lần nào cũng thất bại, khiến cô rất phẫn nộ. Cô cho rằng nhất định những công ty này kỳ thị chủng tộc, bài xích người nước ngoài. Lần cuối cùng, cô xông vào phòng giám đốc nhân sự của một công ty, yêu cầu giám đốc nhân sự đưa ra một lý do hợp lý cho việc không tuyển dụng cô, và kết quả là mọi thứ đều nằm ngoài dự liệu của cô. "Giám đốc, cô gái, chúng tôi không phải là kỳ thị cô, mà ngược lại, chúng tôi rất tôn trọng cô. Khi cô vừa đến xin việc, chúng tôi rất ấn tượng với thành tích học tập của cô. Nói thực, xét về năng lực làm việc thì cô đúng là người mà chúng tôi muốn tìm." "Cô gái, vậy tại sao không cho tôi vào làm việc?" "Giám đốc, bởi vì chúng tôi đã tra cứu lưu chép sử dụng thẻ ATM của cô, thấy rằng cô có 3 lần bị xử phạt vì trốn vé." "Cô gái, tôi không phủ nhận điều này, nhưng chỉ vì chuyện nhỏ này mà công ty lại bỏ qua một nhân tài như tôi sao?" "Giám đốc, chuyện nhỏ ư? Chúng tôi không coi đây là chuyện nhỏ. Chúng phân tích rất kỹ, lần đầu trốn vé là tuần đầu tiên cô đến Pháp, nhân viên kiểm vé đã tin lời giải thích của cô, bởi vì cô nói cô vẫn chưa quen với hệ thống tự mua vé, nên họ chỉ bán vé bổ sung cho cô. Nhưng sau đó, cô lại bị phát hiện trốn vé 2 lần nữa." "Cô gái, tại vì lúc đó trong túi tôi không có đồng tiền lẻ nào." "Giám đốc, không, thưa cô, chúng tôi không đồng ý với cách giải thích của cô.
cô đang nghi ngờ chỉ số IQ của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng cô có thể đã trốn vé cả 100 lần rồi. Cô gái, đó cũng đâu phải tội nặng gì, có đến mức nghiêm trọng như vậy không? Tôi sẽ không làm vậy nữa, có được không? Giám đốc, không, không, thưa cô. Chuyện này chứng minh hai điều. Một là cô không tôn trọng quy tắc, cô đã tinh ý phát hiện ra kẽ hở của quy tắc và đã lợi dụng nó. Hai là cô không đáng tin cậy, trong khi rất nhiều công việc trong công ty chúng tôi là phải dựa trên sự tin cậy, bởi vì nếu cô phụ trách nghiên cứu thị trường ở một số khu vực, công ty sẽ giao cho cô rất nhiều quyền hạn. Để tiết kiệm chi phí, chúng tôi không thể lập ra một ban giám sát, cũng giống như hệ thống giao thông vậy. Vì thế chúng tôi không thể tuyển dụng cô, và có thể nói rằng không có công ty nào trên đất nước này, thậm chí cả Liên minh châu Âu, mà dám nhận cô. Đến lúc này cô mới tỉnh ngộ và cảm thấy hối hận vô cùng. Điều khiến cô ghi nhớ nhất là câu nói cuối cùng của vị giám đốc: đạo đức có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về trí tuệ, nhưng trí tuệ mãi mãi không thể bù đắp cho sự thiếu hụt về đạo đức. Đạo đức là nhân phẩm cơ bản nhất của con người, cũng là nhân cách của một người. Dù bạn ưu tú đến đâu nhưng nếu nhân cách có vấn đề, cũng sẽ mất đi niềm tin và sự ủng hộ của người khác. Trên phương diện việc làm, những hành vi mất nhân cách thế này càng đáng sợ hơn, vì cái lợi nhỏ trước mắt mà phá bỏ nguyên tắc, điều này chắc chắn sẽ hủy hoại tiền đồ của bạn. Trong sự nghiệp cần phải dựa vào năng lực và sự chân thành của bản thân, mất thứ gì cũng không bằng mất đi nhân phẩm. Câu chuyện thứ 18, trí tuệ Phật gia, thứ không phải của ta sẽ không thuộc về ta. Rất nhiều người cho rằng được và mất của một người được quyết định bởi sự phấn đấu và cố gắng của cá nhân người ấy. Vì thế họ một đời tranh đấu ngược xuôi để đạt được cho nhiều. Nhưng vì sao có người cả đời cố gắng, tranh đấu ngược xuôi như vậy mà vẫn không đạt được thứ mình mong muốn? Cổ ngữ có câu, mệnh lý nhất xích, nan cầu nhất trượng, tức là trong vận mệnh chỉ có một thước thì khó cầu được một trượng. Cổ nhân tin rằng mỗi người đều có vận mệnh của mình, là thứ đã được định ra từ trước. Hay nói cách khác, sở hữu được điều gì là còn phải xem duyên phận, thứ không phải của ta sẽ không thuộc về ta. Phật gia cho rằng cảnh ngộ của một người như thế nào là do nghiệp và đức của người ấy định ra. Trong đời một người nên có thứ gì thì sẽ có thứ ấy, nên như thế nào thì sẽ là như thế ấy. Cho nên một người dẫu có cố gắng đến đâu để đoạt được thứ vốn thuộc về người khác thì thường là sẽ không đoạt được. Nếu như dắp tâm làm điều xấu để chiếm đoạt thì rồi cũng sẽ bị mất đi. Hơn nữa lại còn mắc nợ nghiệp, chính là tự tước đi phúc đức của bản thân, cái được chẳng bù nổi cái mất. Dưới đây là một câu chuyện nhỏ về Tế Công, một hòa thượng nổi tiếng thời Nam Tống, được ghi chép trong Tế Công Toàn Truyện, giảng về đạo lý, điều gì không phải của ta thì sẽ không thuộc về ta. Chuyện kể rằng một ngày nọ, hòa thượng Tế Công đổi y phục của mình lấy 150 sâu tiền cho tiệm cầm đồ, rồi kêu lớn trước tiệm rằng, ai đến lấy tiền giúp tôi. Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ từ phía bên kia đi tới, nói, hòa thượng, để tôi lấy giúp ông. Hòa thượng Tế Công đáp, tâm của ông xấu lắm, không cho ông lấy. Nói rồi, hòa thượng Tế Công bèn quay sang những người nghèo khó bên cạnh, chia cho họ người thì 3 sâu, người thì 2 sâu. Sau khi hòa thượng phân phát một lúc, cuối cùng chỉ còn lại 5 sâu tiền. Người đàn ông vạm vỡ lúc nãy vội lao đến và cướp toàn bộ số tiền còn lại, nhưng hòa thượng Tế Công không đuổi theo. Những người đã cầm tiền hỏi, hòa thượng, mang tiền đi đâu đây? Hòa thượng Tế Công đáp, tùy các ông các bà thôi. Mọi người nghe vậy liền tản đi, mỗi người một nơi. Sau đó, hòa thượng Tế Công tìm một ngõ hẻm và ngồi ở đó. Người đàn ông khi nãy vác 5 sâu tiền trên lưng, chạy qua 17 ngõ, cuối cùng bắt gặp Tế Công trong ngõ hẻm này. Hòa thượng Tế Công nắm lấy một tay của người đàn ông rồi nói, được lắm, ngươi không may rồi, ngươi phải đứng đó một khắc thì ta mới cho ngươi 5 sâu tiền này, còn nếu ngươi muốn đoạt tiền mà chạy thì không được đâu. Trong mệnh của ngươi chỉ có 500 đồng thôi, nếu ngươi muốn đoạt 5 sâu tiền chạy, ta sẽ bắt ngươi tới kiện ở quan huyện Tiền Đường. Người đàn ông kia vừa nghe xong thì vô cùng sợ hãi. Ông ta cố sức dứt tay khỏi hòa thượng rồi 3 chân 4 cẳng chạy mất. Hòa thượng Tế Công hét, đuổi theo. Người đàn ông hoảng quá, vội vàng rẽ gấp vào ngõ thì đụng phải một người đang gánh đồ gốm sứ bán dạo, làm vỡ 17 cái bát và 2 chiếc đĩa. Ông ta không còn cách nào khác, đành phải đền cho người chủ 4 sâu rưỡi tiền. Trong tay ông ta chỉ còn lại đúng 500 đồng. Hết thảy những gì trong vận mệnh nên có thì cuối cùng cũng sẽ có. Người khác dẫu có cưỡng đoạt đi thì rồi cũng phải hoàn trả lại. Những thứ tranh đoạt được rồi mà không phải của mình thì cuối cùng cũng sẽ mất đi. Đạo lý ấy không chỉ là thứ thuộc về luật pháp hay lẽ công bằng mà người ta giao giảng, mà thật sự là một quy luật vũ trụ, là lẽ nhân quả mà Phật gia đề cập đến. Nói là nói vậy,
Nhưng mấy ai có thể thuận theo tự nhiên, thuận theo mệnh mà sống? Dục vọng của con người là vô biên, nên con người luôn mong muốn có được cho nhiều những thứ mình chưa có. Nhưng để đạt được những thứ ấy, người ta ra sức tranh giành, cùng người tính toán, cuối cùng chỉ là công giá tràng, làm tổn hại người khác, lại tự cắt giảm phúc đức của bản thân. Người xưa có câu rằng, tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh, nhà nào tích lũy điều lành thì mới có phúc đức đủ đầy. Nếu một người có thể bắt tay vào làm việc thiện nhiều hơn thì có thể tích được đức và có được phúc báo, cải biến được con đường sinh mệnh trong những kiếp người tiếp sau, cũng mang lại sự bình an cho con cháu. Đây mới là cách mà một người thấu hiểu đạo lý nên làm. Câu chuyện thứ 19, nhà sư qua sông chỉ nhìn xuống nước vẫn bị cô lái đò tinh quái thu tiền gấp ba. Một hôm khác nhà sư lại qua sông, ông cố ý cúi xuống dòng nước, tránh không nhìn cô gái. Nhưng khi thu tiền, cô lái lại đòi tiền gấp ba. Nhà sư cũng không rõ vì sao. Ở một bến sông nọ có cô gái lái đò đưa khách qua sông. Cô gái này có nhan sắc rất xinh đẹp, giọng nói cử chỉ rất đáng yêu, không thể chê vào đâu được. Nhà sư ba lần qua đò. Chuyến đò hôm nay, ngoài những khách thông thường thì có cả một nhà sư. Đò cập bến, cô lái đò thu tiền từng người, sau cùng đến nhà sư. Với nhà sư, cô gái đòi tiền gấp đôi những người khác. Nhà sư ngạc nhiên hỏi vì sao. Cô lái mỉm cười. Vì thầy nhìn em. Nhà sư có chút bối rối, nín lặng trả tiền và bước lên bờ. Một hôm khác nhà sư lại qua sông, ông cố ý cúi xuống dòng nước, tránh không nhìn cô gái. Nhưng khi thu tiền, cô lái lại đòi tiền gấp ba. Nhà sư hỏi vì sao. Cô lái cười bảo, lần này thầy nhìn em dưới nước. Nhà sư cúi đầu, nín lặng trả tiền và bước lên bờ. Lần khác nhà sư lại qua sông, vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định. Đò cập bến, cô lái đò thu tiền gấp 5 lần. Nhà sư hỏi vì sao. Cô lái đáp, thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em. Nhà sư lại lặng lẽ trả tiền và lên bờ. Lần thứ tư qua đò. Sau lần này về, nhà sư nỗ lực dụng công, tu hành miên mật, và công phu của sư sau đó tiến bộ rất nhanh. Sư đã nhàm chán với sắc đẹp của nữ giới. Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần này nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò. Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần này phải trả bao nhiêu. Cô lái đáp, em xin đưa thầy qua sông, không thu tiền. Lần này em xin đưa thầy qua sông, không thu tiền. Thiền sư hỏi, vì sao vậy? Cô lái cười đáp, thầy nhìn mà không còn nghĩ tới em nữa, do vậy em xin đưa thầy qua sông mà thôi. Ba nụ cười nhân sinh. Câu chuyện ngắn kết thúc với ba nụ cười. Một nụ cười của nhà sư, một nụ cười của cô gái và một nụ cười của độc giả. Có lẽ không ít người đã thở phào khi thấy một cái kết có hậu, vì trước việc bị cô lái đò xinh đẹp sắc sảo dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, thế này không được mà thế kia cũng không xong, thì cuối câu chuyện là hình ảnh nhà sư hiền lành đã bản lĩnh vượt qua thử thách cam go của ải mỹ nhân. Nhưng thiết nghĩ, để qua được đò là hành trình kinh nghiệm nhân sinh không hề đơn giản của vị thiền sư. Thân tâm tạo nghiệp đều phải trả giá. Quả thật cái tâm luyến ái bên trong của con người mới là vấn đề cần phải giải quyết chứ không phải là dáng vẻ bên ngoài. Phần lớn chúng ta chỉ chú ý dáng vẻ bên ngoài nhưng ít ai chú ý đến cái tâm sâu thẳm bên trong. Dù thân xa lánh thế tục nhưng tâm còn nhớ nghĩ thì cũng chưa phải là giải thoát. Mắt tuy nhắm nhưng tâm còn nghĩ về, thì sóng ngầm cuộn xoáy tâm can còn dữ dội hơn. Câu chuyện giữa nhà sư và cô lái đò đối đáp mỗi lần qua sông thể hiện cho một quá trình tu tập và chuyển hóa tư tưởng. Diễn biến đó cũng là quá trình tâm lý chuyển hóa thành tâm linh. Sau cùng là sự đạt đạo cao nhất của nhà sư, nhìn thẳng vào thực tại mà không hề có tư tưởng dính mắc, suy nghĩ, luyến ái. Còn các lần trước hết dính mắc bằng mắt thì đến dính mắc bằng tâm. Ở đời hễ còn dính mắc thì còn phải khổ lụy. Nhà sư trả tiền cho cô lái đò cũng cho thấy rằng hễ tâm ta còn tạo nghiệp dính mắc thì sẽ có cái giá phải trả cho chính nó. Câu chuyện thứ 20, ông trời đã an bài mọi điều cho chúng ta, nhưng theo cách nào? Sống ở đời chớ nên giành giật mọi sự đã có trời xanh an bài. Có một chàng trai vô cùng lười biếng, cậu ta luôn cố tìm cho mình một cuộc sống nhàn hạ, kiếm được đồ ăn mà không phải tốn chút công sức gì. Một ngày nọ, khi đang đi lang thang để kiếm chút gì đó bỏ bụng, cậu nhìn thấy một trang trại trồng cây ăn quả. Những trái lê chín vàng, những trái táo đỏ ửng khiến cơn đói, cơn khát của cậu càng cồn cào hơn. Không suy tính nhiều, chàng thanh niên nhìn xung quanh một hồi để chắc chắn không có ai đang canh giữ khu vườn, hòng trộm một vài quả chín. Tuy nhiên, khi vừa trèo lên cây,
từ trên cao cậu nhìn thấy một người nông dân tay cầm gậy đang chạy rất nhanh về phía mình. Biết đó là người chủ khu vườn, cậu thanh niên lười biếng nhanh chóng trượt xuống rồi gắng hết sức để chạy thoát. Cậu cắm đầu chạy miết vào cánh rừng gần đó để lẩn trốn. Chạy mãi cho tới khi kiệt sức, cậu thanh niên quyết định trèo lên một cây cổ thụ, vừa để trốn thoát khỏi người chủ khu vườn, vừa để tìm chỗ nghỉ ngơi một lát. Hóa ra không khí nơi đây lại hoàn toàn trái ngược với tâm trạng lo lắng và có phần chán nản của cậu. Khu rừng với những tán lá xanh ngắt, mát dịu bao phủ khắp một khoảng không gian. Ngẩn ngơ một lúc, đột nhiên cậu thanh niên nhìn thấy một chú dê con chỉ còn hai chân nhưng vẫn rất hạnh phúc, đang bình thản bước từng bước khó khăn. Lúc đó, cậu thanh niên chợt nghĩ, sao chú dê này có thể sống vui vẻ như vậy nhỉ? Không có đầy đủ tứ chi, làm sao nó có thể kiếm ăn và có thể chạy trốn những kẻ săn mồi? Đang miên man trong dòng suy nghĩ, đột nhiên cậu thanh niên nhìn thấy một con sư tử gặm một miếng thịt trong miệng và tiến lại gần phía chú dê con. Muôn thú xung quanh đã hoảng sợ bỏ chạy nhưng chú dê con vẫn đứng nguyên ở đó vì nó không thể bỏ chạy chỉ với hai chân. Và cậu thanh niên đã vô cùng kinh ngạc khi con sư tử lại gần và để lại miếng thịt cho chú dê. Cậu thanh niên lười biếng cảm thấy rất sửng sốt và phấn khích khi chứng kiến cảnh ấy. Cậu chợt nghĩ rằng phải chăng đây là kế hoạch của ông trời. Tạo hóa đã sinh ra muôn loài và sẽ sắp đặt mọi thứ để dung dưỡng những đứa con của mình. Cậu nghĩ hẳn ông trời cũng có kế hoạch riêng để chăm sóc cho cậu. Vì thế cậu thanh niên đã rời khỏi khu rừng và ngồi chờ người khác mang đồ ăn tới. Thời gian cứ thế trôi qua và cậu ta trông ngóng mãi. Sau hai ngày không có gì vào bụng, cậu không chịu nổi cơn đói và bắt đầu rời khỏi chỗ đó. Trên đường đi, cậu thanh niên gặp một vị hiền triết. Cậu kể lại mọi sự việc cho vị hiền triết nghe và nhận được một chút đồ ăn và nước uống từ ông. Sau khi ăn xong, cậu hỏi vị hiền triết, thưa hiền nhân, ông trời đã xót thương chú dê con bị tàn tật, tại sao lại tàn nhẫn đối với con như vậy? Vị hiền triết mỉm cười đáp lại, đúng là ông trời đều an bài mọi sự cho chúng ta, và con cũng là một phần trong sự sắp đặt của ngài. Nhưng con trai, con đã hiểu sai ý định của ngài rồi. Ngài không muốn con làm chú dê đó mà chính là chú sư tử kia. Quả thực mọi thứ đã có an bài, người phương Đông gọi đó là mệnh trời. Nhưng làm thế nào để nhận ra đâu là an bài ngài dành cho ta? Kẻ lười biếng phó mặc số phận cho sự sắp đặt của Thượng Đế mà ngồi há miệng chờ sung, kết quả nghèo hoàn nghèo. Kẻ tham lam tranh đấu bằng mọi giá để có được cái mà mình muốn nhưng lại không biết rằng, nếu đó không phải là an bài của số phận thì cố gắng bao nhiêu cũng không được như ý. Ngay cả khi có đạt được điều mình cũng phải trả cái giá tương xứng cho những nghiệp mình tạo ra trong quá trình tranh đấu không ngừng nghỉ. Và tại sao mệnh trời được an bài cho mỗi người lại khác nhau đến vậy? Thực ra chúng đều không phải ngẫu nhiên. Phương Đông gọi đó là nghiệp lực luân báo. Số mệnh đời này đều là do nhân quả từ những việc mình làm trong đời này, đời trước tạo thành, hành thiện thì tích đức, hành ác thì tích nghiệp. Đức nghiệp ấy là nguyên nhân mỗi người có số phận khác nhau trong đời này. Người nhiều đức ắt sẽ có một số phận đủ đầy, ngược lại người lắm nghiệp thì số phận thường trắc trở khó khăn. Cái bất hạnh ấy là vì có nghiệp nhiều nên phải trả. Phật gia nói, chịu khổ tiêu nghiệp là có hàm ý như thế. Muốn gặp được những điều tốt nhất trong đời này thì cách duy nhất là sống lương thiện, chân thành, dung nhẫn. Đó là cách tốt nhất để tích đức và tiêu nghiệp. Bởi Phật gia cho rằng, chân thiện nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất nhận định người tốt xấu. Vì vậy, người xưa mới nói, bạn chỉ cần làm người tốt, trời xanh tự đã có an bài. Câu chuyện thứ 21, sống nửa đời người, bạn đã từng biết hạnh phúc đích thực tìm nơi đâu? Hạnh phúc ở đâu? Hình dáng ra sao? Làm thế nào có được? Đó luôn là những câu hỏi bất diệt của con người. Ở đời, không ai là không mưu cầu hạnh phúc, nhưng đôi khi, có vẻ như hạnh phúc lại rất kiêu kỳ, không dễ chiều lòng tất cả. Có lần, người ta tiến hành một cuộc khảo sát để xem, trên đời này, người nào là hạnh phúc nhất? Đã có trên hàng vạn câu trả lời, trong đó có bốn người để lại ấn tượng sâu sắc nhất là nhà nghệ thuật huýt sáo thưởng thức tác phẩm vừa mới hoàn thành của mình, người mẹ tắm cho con, đứa trẻ đang xây đắp lâu đài trên bãi cát, bác sĩ hàng mấy giờ đồng hồ vất vả đã cứu sống được một bệnh nhân. Hạnh phúc thật ra chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần dùng tấm lòng để cảm nhận thì điều bình dị nhất cũng sẽ trở thành niềm hạnh phúc lớn nhất. Lại có một câu chuyện thế này, một thi nhân tài hoa hơn người, gia cảnh giàu có, vợ đẹp con khôn nhưng dù thế nào cũng không cảm thấy hạnh phúc. Anh thiết tha cầu xin Thượng Đế giúp mình cảm nhận được hạnh phúc. Thượng Đế trước tiên lấy đi tài sản của anh, rồi khiến vợ con rời xa anh, cuối cùng lấy đi tài hoa của anh. Chàng thi nhân đau đớn không còn thiết sống nữa. Một tháng sau, Thượng Đế lại đem những thứ này trả lại cho anh. Chàng thi nhân ôm chầm lấy vợ con,
quỳ mọp dưới chân Thượng Đế hồi lâu, trong lòng biết ơn sâu sắc, cảm ơn người đã cho mình hiểu hạnh phúc là gì. Một câu chuyện khác kể rằng, có một anh nhà nghèo phải sống chen chúc cùng cả gia đình trong gian nhà chật chội. Anh quỳ xuống cầu xin Thượng Đế giúp mình thoát khỏi cảnh túng quẫn này. Thượng Đế bảo, con hãy đem gà và vịt cùng nhốt vào trong nhà, để chúng ở chung với con. Một tuần sau hãy đến tìm ta. Một tuần sau, anh nhà nghèo đã chịu đủ dày vò, khổ sở không nói nên lời, lần nữa cầu xin Thượng Đế. Thượng Đế lại bảo anh hãy cùng nhốt trâu và dê ở trong nhà và sống cùng với mình. Một tuần sau nữa hãy lại đến tìm ngài. Lại qua một tuần nữa, chàng trai nghèo đau khổ không thôi, sống không bằng chết, van xin Thượng Đế cứu giúp. Thượng Đế lại bảo anh hãy đuổi hết số động vật này ra ngoài rồi tìm đến gặp ngài sau một tuần nữa. Đúng hẹn, chàng trai nghèo tìm đến Thượng Đế và quỳ mọp dưới chân ngài, đội ơn sâu sắc vì ngài đã cho anh có được niềm vui đã đánh mất từ rất lâu. Kỳ thực, Thượng Đế nào có ban cho những người kia bất cứ thứ gì, chỉ đơn giản là ngài cho họ trải nghiệm sự mất mát rồi có lại được. Từ trong đau đớn, người ta lập tức tìm được cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc không ở đâu xa, nó ở chính ngay những thứ tưởng chừng đơn giản bạn đang sở hữu. Khi mất đi chúng, người ta mới hiểu giá trị đích thực của hai từ hạnh phúc. Điều ấy chính như câu thơ này của Tô Đông Pha: Bất thức lư sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn chung. Lời thơ có ý tứ rằng, ta không biết được bộ mặt thật của núi Lư Sơn, chỉ vì thân ta đang ở trong núi ấy. Điều duy nhất mà Thượng Đế làm chính là giúp những anh chàng kia nhảy thoát ra để có được cái nhìn đúng đắn nhất. Đôi khi chúng ta khổ não vì không tìm ra được hạnh phúc, nhưng nó vốn không ở quá xa chúng ta, không phải là điều xa vời tưởng chừng ngoài tầm với, chỉ là chính bản thân chúng ta đã tự đánh mất phương hướng, đứng núi này trông núi nọ mà thôi. Bởi tự thân chúng ta trở nên tê dại, nên hạnh phúc ngay trước mắt mà nhìn như không thấy. Nhưng bạn hãy yên lòng, hạnh phúc trước sau vẫn âm thầm đi cạnh bạn. Một ngày kia khi ta hoàn toàn tỉnh ngộ, chợt ngoảnh đầu nhìn lại sẽ thấy hạnh phúc vẫn đang đứng ở chỗ rẽ, mỉm cười với chúng ta, lặng lẽ chờ đợi cùng ta trở về nhà. Trong phút chốc, ta sẽ không cầm được nước mắt, cảm khái vô cùng, và mới hay rằng, cuộc sống thật tươi đẹp biết bao, cảm ơn trời đất về tất cả những gì ta có được. Người thông minh chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng người trí huệ sẽ luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Người khôn khéo chưa hẳn đã hạnh phúc, nhưng người có tấm lòng rộng rãi, khoáng đạt sẽ luôn tìm được bến bờ bình yên. Hạnh phúc phải được nhìn thấy bằng tấm lòng rộng mở. Có thể trên cõi đời này, bạn chưa hẳn là người hạnh phúc nhất, nhưng chắc chắn bạn cũng không phải là người bất hạnh nhất. Hạnh phúc giống như những bông hoa, mỗi một bông đều sẽ nở rộ rồi cũng đều héo tàn. Tuy không thể ở mãi trong hạnh phúc, nhưng hẳn bạn đã từng biết được hạnh phúc là gì, ít nhất một lần. Ông trời để cho mỗi chúng ta trở thành một bông hoa là để ta làm phong phú thêm cuộc đời này. Chúng ta sống chẳng phải chỉ vì để kéo dài chu kỳ hoa nở, tăng thêm mùa hoa của riêng mình mà thôi. Mỗi một mùa hoa đều có vẻ đẹp riêng, không thể nói là ai hay ai dở được. Đời người cũng giống đời hoa. Mỗi giai đoạn đều có chỗ đáng để ta trân quý và hồi tưởng lại. Chúng ta nhớ làm sao cái hồn nhiên của tuổi thơ, nhiệt huyết thời thanh xuân, cái trầm ổn tuổi trung niên hay sự ung dung lúc tuổi già. Ta chỉ nên nhớ đến những điều ấy. Bạn tuyệt đối đừng chỉ nhìn thấy những khoảng màu xám xịt, đừng nghĩ về sự vô tri lúc còn nhỏ dại, thói lỗ mãng của thời niên thiếu, tính dại khờ của tuổi thanh niên, thói sành đời của tuổi trung niên hay sự chậm chạp, trì trệ của tuổi già. Có câu nói như vậy, vận mệnh một nửa nằm ở trong tay của mình, một nửa còn lại ở trong tay của ông trời. Con người luôn không ngừng nỗ lực, vươn lên chế ngự số mệnh của mình, nhưng dẫu gì đi nữa người ta cũng chỉ có thể nắm giữ được một nửa nó mà thôi. Còn ý trời, sự an bài của thần Phật mới quyết định một nửa vế sau. Chẳng phải người xưa hay nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên đó sao? Vậy thì khi thân mình ở trong nghịch cảnh, bạn hãy luôn nghĩ rằng, ông trời giao trọng trách lớn cho ta, ắt phải khiến ta nhọc sức, lao tâm khổ tứ. Có nhọc sức, mệt trí như vậy rồi mới đắc được những điều vinh diệu, hạnh phúc. Dù thế nào đi nữa, bạn hãy còn có một nửa vận mệnh nắm giữ trong tay mình, không thể bị sóng cuốn theo dòng, không thể tự mình sa ngã. Chỉ cần bản thân không tự gục ngã thì không người nào có thể đánh đổ bạn được. Còn khi đắc ý, ở trong cảnh tượng sung túc, phồn hoa, ta lại càng phải thanh tịnh mà tự răn mình. Sở dĩ người ta có thể thành công, hạnh phúc một nửa là nhờ vào năng lực, nửa còn lại là do cơ hội quyết định. Khi cơ hội đều ngang nhau, năng lực tất nhiên sẽ chiếm thượng phong. Rất nhiều người tạm thời chưa thành công vốn không phải tài năng thua kém mà chỉ là thiếu mất một cơ hội mà thôi. Vậy thì rốt cuộc hạnh phúc đang nằm trong tay ai? Đáp rằng những ai biết tự hài lòng chính là người hạnh phúc nhất. Ở đời,
bạn chỉ cần một mái nhà nhỏ đủ sống, một gia đình ấm êm, một công việc chẳng quá cao sang nhưng đủ trang trải kế sinh nhai, một thú vui giản dị, một người bạn tri âm và một ước mơ. Như thế chẳng phải đã là hạnh phúc đó sao? Có người cả một đời là truy đuổi tiền tài, danh vọng, bạc vàng, mỹ nữ. Họ cho rằng đó mới chính là thứ hạnh phúc đáng theo đuổi nhất đời. Nhưng khi càng lún mình sâu hơn vào vũng lầy danh, lợi, tình, người ta càng khó thoát ra dù có vùng vẫy thế nào đi nữa. Đó có thực sự là hạnh phúc không? Rất khó trả lời. Thiên lý mã trên đời này lúc nào cũng có sẵn, nhưng người có tài nhận biết được ngựa hay như Bá Nhạc thì lại quá hiếm hoi. Không phải cuộc sống của chúng ta thiếu đi cái đẹp, mà là bởi ta đang thiếu đi một đôi mắt để nhìn ra chúng. Hãy là một người có đôi mắt biết nhìn ra hạnh phúc, biết cảm nhận hạnh phúc, và chỉ có tích phúc, hành thiện, sống một đời không tham lam mới có thể lưu giữ được hạnh phúc được lâu dài vậy. Câu chuyện thứ 22, mặt trăng và mặt trời, cái nào thực sự quan trọng hơn? Một ngày nọ, chàng trai mang theo tâm trạng băn khoăn tới hỏi một người, giữa mặt trăng và mặt trời thì cái nào quan trọng hơn? Người đó sau một hồi suy nghĩ đã trả lời chàng trai là mặt trăng quan trọng hơn. Chàng trai băn khoăn không hiểu, sau đó người đó đã giải thích cho anh, bởi vì mặt trăng chiếu sáng vào ban đêm, đó là thời điểm chúng ta cần ánh sáng nhất, còn mặt trời lại chiếu sáng vào ban ngày, mà ban ngày thì chúng ta đã có đủ ánh sáng rồi. Câu trả lời phía trên hẳn khiến chúng ta bật cười, bởi vì chẳng phải ban ngày sở dĩ có đủ ánh sáng là do mặt trời chiếu sáng hay sao? Tuy nhiên, chúng ta có thể không nhận ra rằng đã có lúc mình hồ đồ và nhầm lẫn như vậy. Một cô gái vì không được phép ra ngoài cùng bạn bè vào buổi tối đã tranh cãi với mẹ. Hiếu thắng và bồng bột, cô bé đã không thể kiểm soát được những suy nghĩ và tình cảm của bản thân, trở nên tức giận tới mức đạp cửa chạy ra ngoài và hứa sẽ không bao giờ trở về ngôi nhà chán ghét này nữa. Cô bé quyết tâm ra đi để tìm bầu trời tự do cho mình. Cô bé đi lang thang cả ngày ở bên ngoài và không nhận ra mình đã đi quá xa, cho tới khi bụng đói cồn cào, không có tiền cũng chẳng muốn trở về nhà. Cô bé đứng mãi bên ngoài một quán mì và nhìn vào trong. Những sợi mì vàng óng và mùi thơm béo ngậy hấp dẫn cô bé và cơn đói càng lúc càng cồn cào hơn. Thấy cô bé mệt mỏi, phờ phạc, ông chủ quán mì đi tới và ân cần hỏi han, cháu gái, cháu có muốn ăn mì không? Cô bé ngượng ngùng trả lời, cháu có thưa bác, nhưng cháu không có tiền. Bật cười trước câu trả lời thành thật và hồn nhiên của cô bé, ông chủ dắt cô bé vào trong quán, hiền từ nói, không sao, hôm nay coi như bác mời cháu. Cô bé quả thực không thể tin vào tai mình, niềm hạnh phúc đến với cô quá bất ngờ. Ngồi trước bát mì nóng hổi, cô bé cảm kích và xúc động, cháu cảm ơn bác là người tốt bụng nhất mà cháu từng gặp. Ông chủ quán mì ngạc nhiên hỏi lại, tại sao cháu lại nói vậy? Cô bé nhanh nhảu trả lời, cháu và bác vốn không quen biết nhau, nhưng bác lại sẵn sàng mời cháu một bát mì, đối xử với cháu tốt như vậy. Không giống như mẹ cháu, hoàn toàn không hiểu những mong muốn và suy nghĩ của cháu, có khi còn cấm cháu làm những việc mình muốn. Cháu thật không thể chịu đựng được mẹ nữa. Ông chủ quán lại bật cười, có lẽ ông đã quá quen với những lời phàn nàn như thế này từ những cô bé, cậu bé. Nhìn cô bé đang gắp từng sợi mì với tấm lòng cảm kích sâu sắc, ông giải thích. Cháu thấy không, bác chẳng qua mới chỉ mời cháu một bát mì mà cháu đã cảm kích như vậy rồi. Thế mà mẹ của cháu đã nấu cơm cho cháu suốt 20 mấy năm, chẳng phải cháu càng nên cảm kích sự hy sinh ấy của mẹ hay sao? Những lời nói của ông chủ quán làm cô gái bừng tỉnh và rơi nước mắt. Bây giờ cô mới nhận ra điều ông chủ nói là sự thật, là chân lý. Cô bé cảm ơn người chủ quán vì những lời nói chân thành đã thay đổi nhận thức sai lầm và hời hợt của bản thân mình, rồi vội vàng chạy thật nhanh về nhà. Về tới đầu con phố, cô đã thấy bóng mẹ xa xa đang lo lắng và ngóng đợi. Trái tim cô thắt lại và cô gái chạy thật nhanh đến bên mẹ, vừa chạy vừa gọi lớn mẹ ơi. Mẹ giật mình quay về phía cô gái, dòng nước mắt lăn dài như trút bỏ tất cả những giờ phút thấp thỏm, lo âu và căng thẳng chờ đợi. Mẹ nắm chặt tay cô và nói, con đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Mẹ đã tìm con mãi, mau vào nhà ăn tối và nghỉ ngơi đi. Buổi tối hôm đó, cô gái đã thực sự thấu hiểu tình yêu thương sâu sắc của mẹ. Trong trái tim mẹ bao năm tháng qua, cô luôn chiếm vị trí quan trọng nhất. Niềm vui lớn nhất của mẹ là cô, hy vọng lớn nhất của mẹ là cô, vướng bận lớn nhất của mẹ cũng là cô. Cô gái nhận ra trên mỗi bước đường cô đi luôn có cha mẹ và người thân luôn ở bên, vì cô mà hy sinh, mà đánh đổi, nhưng cô lại cho đó là một việc đương nhiên, một chuyện tất yếu. Đôi lúc cô còn hiểu lầm tình thương và tấm lòng của họ thành những điều phiền toái. Sự cảm ơn và lòng cảm kích của cô thường dành cho những người ngoài,
người xa lạ khi họ tình cờ giúp đỡ, tình cờ cưu mang cô khi gặp khó khăn. Chúng ta chẳng phải cũng đã từng như thế, đã từng hồ đồ cảm kích ánh trăng mà phủ nhận mặt trời hay sao? Khi đã quen với sự hiện diện của mặt trời, mọi người thường quên mất rằng nó vẫn luôn luôn đem lại ánh sáng, hơn nữa lại là nguồn chiếu sáng chính của con người. Khi đã quá quen với sự chăm sóc, hiện diện của người thân, chúng ta sẽ thường quên họ đã cho ta no đủ, hạnh phúc, ấm áp, sum vầy như thế nào. Chúng ta đều là nhờ những mối quan hệ và sự tương trợ lẫn nhau để sinh tồn, phát triển. Bởi vậy, con người sống trên đời phải biết cảm ơn bậc cha mẹ đã sinh thành, dưỡng dục mình, biết ơn thầy cô nhà trường đã dạy dỗ, biết ơn anh em bè bạn đùm bọc nâng đỡ, biết ơn tạo hóa và duyên phận đã mang đến cuộc sống của chúng ta sự phong phú và phồn thịnh. Quả thực, biết ơn là một loại mỹ đức. Người xưa thường dùng chữ ân và lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác để truyền tải những thông điệp sâu sắc về đạo làm người, về ý nghĩa của sinh mệnh con người. Trong văn hóa cổ xưa luôn có khái niệm ân giả, nhân giả, ân giả, huệ giả, người biết ơn là người nhân, người biết ơn là người có trí huệ. Các bậc tiền bối xưa cũng thường giáo dục con cháu mình ân dục báo, oán dục vọng, báo oán đoạn, báo ân trường, ân nhớ báo, oán nhớ quên, báo oán thì nhanh, báo ân thì dài. Người trí thức trong xã hội hiện đại cũng có giảng: hãy cảm ơn người đã làm bạn tổn thương bởi vì họ đã tôi luyện ý chỉ của bạn. Hãy cảm ơn người đã dối lừa bạn bởi vì họ đã làm phong phú thêm kinh nghiệm của bạn. Hãy cảm ơn người đã coi thường bạn bởi vì họ đã làm thức tỉnh lòng tự tôn của bạn. Kỳ thực, biết ơn không chỉ là khi ta nhận được sự giúp đỡ của người khác. Biết ơn còn thể hiện nhận thức, thể hiện trí huệ của ta ngay cả khi vấp phải sự bất công. Bởi vì mỗi người, mỗi sự việc xuất hiện trong đời ta không phải là một sự tồn tại ngẫu nhiên, nếu có thì cũng là cái ngẫu nhiên trong tất yếu. Nếu ta hiểu được những nguyên nhân sâu xa đằng sau mỗi sự bất công mình gặp phải, ta sẽ biết ơn tất cả những trái ngược, gian nan mình đã va vấp trên đường đời, sẽ biết ơn những tảng đá cơ hội đã giúp ta giải quyết những vấn đề vô hình mà ta không nhìn thấy, không tiếp xúc được. Điều đó cũng có nghĩa khi người khác có ân với mình thì phải khắc cốt ghi tâm, mong ngày báo đáp. Khi người khác có oán với mình thì phải buông bỏ thật nhanh, quên đi những khuyết điểm và nghĩ nhiều hơn tới ơn nghĩa của họ. Lòng biết ơn là một cảm xúc từ tận đáy lòng. Biết ơn sẽ giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, là khởi nguồn của hạnh phúc và ngọn nguồn của sự tiến bộ. Cũng nhờ lòng biết ơn mà chúng ta trân quý những mối quan hệ tiền duyên và những phúc phận. Trong tâm luôn ôm giữ tấm lòng biết ơn, người ấy sẽ không ngừng mở rộng, không ngừng buông bỏ ân oán xưa kia, không ngừng tích đức hành thiện, không ngừng mang lại lợi ích cho bản thân và cho nhiều người khác. Lòng biết ơn sẽ khởi nguồn cho nhiều điều tốt đẹp khác trong đời. Để có một tấm lòng biết ơn, chúng ta cần phải để tâm quan sát, dụng tâm cảm ngộ, càng cần chúng ta phải biết yêu thương. Cỏ cây sinh trưởng phát triển mạnh mẽ là để báo đáp ân huệ của mặt trời mùa xuân, chim chóc liều mình kiếm ăn là để báo đáp ân huệ được nuôi nấng, cây mạ phát triển khỏe mạnh là để báo đáp ân huệ của dòng nước mắt. Con kia cố gắng học tập là để báo đáp công ơn sinh thành và dạy dỗ của cha mẹ. Con người sống lương thiện, biết yêu thương để cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho ta ánh mặt trời rực rỡ, ban tặng cho ta những thiện duyên tốt lành. Mây cuốn mây bay, hoa nở hoa tàn đều đáng để chúng ta quý trọng. Cảm ơn mặt trăng, chúng ta lại càng cần phải cảm ơn mặt trời. Câu chuyện thứ 23, đừng để lòng tham làm dây xích gông cùm tự trói thân mình. Câu chuyện thứ 24, đời người cần ít đi một chút xao động, nhiều hơn một chút tĩnh khí. Bình tâm tĩnh khí không chỉ là một loại tu dưỡng, mà là một loại trí tuệ, một loại sách lược. Đứng trước một việc, người có tĩnh khí gặp nguy mà không loạn, có thể hóa giải khó khăn. Người loạn khí thì việc dù tốt đẹp đến mấy cũng có thể làm hỏng. Có một câu chuyện rất đặc biệt về đạo tĩnh khí như thế này. Tiền Tần Vương dẫn 100 vạn đại quân đánh Đông Tấn. Vương triều nhà Tấn lâm vào nguy hiểm khiến cả vua và dân đều hoang mang lo lắng. Lúc ấy, quân Đông Tấn chưa đến 10 vạn binh sĩ phải chống cự lại 100 vạn binh sĩ dũng mãnh của quân Tiền Tần. Tình thế không thể nói là không nguy kịch. Tạ An với thân phận là đại đô đốc phụ trách quân sự trong tình cảnh ấy lại không một chút hoang mang, còn mời người bạn thân nhất của mình đến, lên núi thản nhiên chơi cờ vây. Còn Hoàn Sung, người được xưng là Giang Biểu vĩ tài, nhìn thấy Tạ An hoàn toàn không quan tâm đến quân tình nên lo lắng nói với Tu Ông Sĩ: Tạ An là người hiểu biết rộng nhưng lại không biết đánh giặc. Nhìn thấy đại quân đang ở vào tình thế vô vàn nguy hiểm mà vẫn có thể nhàn rỗi, thản nhiên chơi cờ. Triều đình phái một người không có kinh nghiệm gánh vác trọng trách lớn như thế, quả là dùng người sơ suất.
Hoàn Sung còn quả quyết rằng sự chênh lệch quá xa về binh lực như vậy chắc chắn khiến quân Tấn đại bại trong giây lát. Không ai ngờ, trong lúc Tạ An đang du sơn ngoạn thủy, chơi cờ với bạn, ông đã bình tĩnh triệu tập tướng lĩnh, bố trí quân sự cơ mật. Đồng thời, ông còn thông báo cho Hoàn Sung tăng mạnh binh lực, phòng thủ phía Tây. Quân Đông Tấn và Tiền Tần đại chiến ở Phì Thủy, Tạ An bố trí sách lược đánh địch, khiến Đông Tấn chiến thắng Tiền Tần trong thế lấy ít thắng nhiều, tạo nên kỳ tích. Sau khi tin tức quân Đông Tấn chiến thắng truyền về, Tạ An vẫn đang thản nhiên chơi cờ. Ông nhìn lướt qua tin chiến thắng rồi tiện tay đặt tờ cấp báo sang bên cạnh, tiếp tục chơi cờ với vẻ mặt không đổi sắc. Trái lại, người bạn đang chơi cờ với ông vội vàng hỏi, tình hình chiến sự thế nào rồi? Tạ An chậm rãi nói là bọn trẻ đã đánh thắng rồi. Từ xưa đến nay, các bậc thánh hiền đều là những người đại khí, càng gặp chuyện kinh thiên động địa thì càng có thể tĩnh tâm như nước, giải quyết vấn đề một cách bình thản. Năm xưa, Gia Cát Lượng viết thư dạy con trai rằng, người quân tử là lấy tĩnh lặng để tu thân, lấy cần kiệm để dưỡng đức, không đạm bạc thì trí không sáng, không tĩnh thì không thể nhìn xa được. Con người thường vì những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống mà làm vướng bận tâm can, thậm chí còn suy nghĩ không ngừng, bị cái tình và dục vọng kìm hãm, không thể dùng lý trí mà nắm giữ chính mình, không thể thấy rõ chân lý của sự vật. Chỉ khi bình tâm tĩnh khí, con người mới có thể làm chủ được bản thân mình, mới có thể chuyên chú mà suy nghĩ vấn đề, mới có thể có được trí tuệ để đối diện với mọi việc. Tĩnh khí này kỳ thực cũng không thể tự nhiên sinh ra mà phải trải qua quá trình tu luyện, hàm dưỡng mới có được. Trong cuộc đời, đứng trước mỗi việc phải ít đi một chút sao động, nhiều hơn một chút tĩnh khí thì mới có thể gặp nguy hóa an, gặp dữ hóa lành, không gì có thể làm bản tâm nhiễu loạn. Câu chuyện thứ 25, trong dòng đời trôi chảy, kẻ đến người đi đều là có nguyên do. Cuộc đời là dòng chảy lớn, người đến kẻ đi gieo vào lòng bạn những dư âm khó tả, buồn vui thăng trầm, rốt cuộc là vì cái gì? Người yêu quý bạn sẽ mang đến cho bạn sự ấm áp, lòng can đảm và dũng khí. Người bạn yêu quý sẽ khiến bạn học được thế nào là yêu thương và nâng niu gìn giữ. Người bạn không ưa lại dạy bạn có lòng khoan dung và biết cách tôn trọng. Kẻ không ưa bạn lại giúp bạn trưởng thành, khiến bạn phải tự dè dặt, tự mình xem xét lại chính mình. Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn cả. Sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do. Mỗi một người xuất hiện đều là đúng lúc nên xuất hiện và đáng nhận được sự cảm ơn chân thành của bạn. Người sống ở trên đời, bởi vì xem nhẹ cho nên vui vẻ, bởi vì xem nhạt cho nên hạnh phúc. Chúng ta đều chỉ là hành khách qua đường trong đất trời này. Rất nhiều người đời và sự tình, bản thân đều không cách nào làm chủ cho nổi. Ví như thời gian đã trôi qua, ví như những người đã rời xa. Chữ tâm có ba nét đều hướng vào trong tâm, chẳng nét nào hướng ra ngoài. Bạn càng muốn nắm giữ chụp bắt lấy nó, thói thường nó lại càng rời xa bạn nhanh nhất. Tất cả tùy duyên, duyên đậm nhiều thì quấn quýt đoàn tụ, duyên nhạt thì nước chảy bèo trôi, tùy duyên nó đi. Đời người có thể xem nhẹ, xem nhạt được bao nhiêu thì thống khổ sẽ chạy cách xa bạn bấy nhiêu. Người người đều lo sợ bản thân không đủ minh mẫn thanh tỉnh, mong sao tự tâm mình được sáng như gương. Kỳ thực cuộc sống sao lại cần thật tỉnh táo. Cháo nấu cần phải 3 phần gạo, 7 phần nước. Trong xử sự cần 3 phần vì mình, 7 phần vì người. Đối với bạn bè cần 3 phần nhận biết chân tình, 7 phần khoan dung. Đối với gia đình cần 3 phần yêu thương, 7 phần trách nhiệm. Thưởng thức muốn cuốn sách cần đặt 3 phần ở văn chương, 7 phần ở chất lượng nội dung. Uống rượu cần 3 phần say, 7 phần tỉnh. 3 phần, 7 phần, bất quá chẳng qua là cân nhắc của cuộc sống. Sống trong hồng trần đầy bụi nhơ bẩn, chẳng ai có thể thập toàn thập mỹ, thời gian cứ sẽ phủ bụi không ngừng. Nhìn được là sách, đọc được lại là cả thế giới. Pha được gọi là trà, nhưng để hiểu được lại là cuộc sống, trà đạo. Rót rượu, rót ra là rượu, nếm được lại là gian khó và đắng cay. Cuộc sống thật giống như một chuyến lữ hành đơn trình, chỉ có đi mà không có khứ hồi. Không có tập diễn và tua lại, mỗi một cảnh diễn đều là trực tiếp diễn phát. Vậy thì, hãy cảm ơn người nào đó đang cho bạn cảm giác thống khổ, bởi vì về sau này, đến một lúc nào đó, bạn sẽ chợt hiểu ra được ông trời vì sao lại đã an bài như thế. Tại sao điều ấy sẽ lại khiến cuộc sống của bạn càng có ý nghĩa và càng thêm tốt đẹp hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe video của chúng tôi. Kính chúc quý vị và các bạn có được những bài học bổ ích cho chính bản thân mình. Còn bây giờ, xin được chào những giây phút hiện tại, vì cuộc sống vô thường lắm.
Mỗi người được sinh ra trong cuộc đời này đã là một điều vô cùng may mắn, và đều mang trong mình một sứ mệnh riêng. Chúng ta chỉ có một cuộc đời duy nhất để sống. Mỗi chúng ta chỉ sống có một lần, còn thời gian lại giống như một mũi tên, đã phóng đi thì không thể quay trở lại. Vì vậy chúng ta hãy biết trân trọng cuộc sống hàng ngày, để không sống hoài, sống phí. Đó là mỗi ngày hãy sống trọn vẹn, hãy làm việc và tận hưởng những giá trị của cuộc sống, bỏ qua mọi rối ren, ưu phiền, luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Mỗi con người có một sứ mệnh riêng, một đam mê riêng, nên có một cách trân trọng cuộc sống khác nhau. Có người hướng đến những điều lớn lao, nhưng có người khao khát có một cuộc sống bình dị. Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu biết trân trọng cuộc sống của mình, thì bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều sẽ hạnh phúc. Cuộc sống là cơ hội để chúng ta nỗ lực rèn luyện bản thân, để biết hài lòng, trân trọng những gì mình đang có, để được hạnh phúc. Hạnh phúc không đến từ bên ngoài, mà hạnh phúc do chính bạn tạo nên, từ những gì mình đang có. Hạnh phúc không đến từ việc tập trung hay than trách về những gì mình không có. Làm như vậy chỉ khiến chúng ta đau khổ mà thôi. Tài sản và sự giàu có chân chính là đôi mắt, bàn tay, khả năng suy nghĩ, nói cười. Tất cả đều không thể dùng tiền mua được. Chẳng hạn bạn cần biết trân trọng việc mình có đủ đôi mắt để nhìn. Nhưng nếu một ngày không may, đôi mắt bạn bị mù và không nhìn được nữa, bạn cần biết chấp nhận điều này và hài lòng vì còn vô số điều tốt đẹp khác mà cuộc sống dành tặng bạn, như đôi chân để đi, miệng để nói chuyện giao tiếp. Bạn vẫn có thể ăn uống bình thường, đi vệ sinh bình thường. Hoàn cảnh hiện tại của mình như thế nào thì cứ sống hết lòng với nó. Tự dưng chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và lạc quan hẳn lên. Đừng đợi cho đến khi ốm đau mới cảm nhận được hạnh phúc của người có sức khỏe. Ngay cả khi ta bệnh tật, ta cũng đừng nghĩ đó là sự bất hạnh, mà hãy thử suy nghĩ khác đi. Nhờ có bệnh tật ngày hôm nay mà ta càng biết quý trọng và giữ gìn sức khỏe của mình nhiều hơn. Nhờ có bệnh tật mà chúng ta mới nhận ra một thời gian rất dài trước đây, khi ta chưa bị bệnh, bản thân ta đã từng được may mắn, hạnh phúc như thế nào. Nhờ có bệnh tật ta mới đồng cảm với hoàn cảnh của những người bị bệnh. Từ đó ta mới có thể nhìn đời bằng cách nhìn sâu sắc hơn, tinh tế, thấu hiểu, chứ không nhìn một cách đơn giản tầm thường. Nhờ có những ngày mưa, chúng ta mới thấy giá trị của những ngày nắng ráo. Và nhờ có những ngày khô cằn, chúng ta mới thấy giá trị của những hạt mưa. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống muôn vàn khó khăn, sẽ có thời điểm chúng ta chênh vênh vô định. Nếu có một ngày khi chúng ta phải sống trong tình cảnh thất nghiệp, thì đó cũng không phải là lý do để chúng ta bi quan trong cuộc sống. Nếu chúng ta coi thất nghiệp là vấn đề riêng của cá nhân mình, chúng ta sẽ trầm trọng hóa nó. Thế nhưng khi nhìn dưới góc độ quản lý kinh tế vĩ mô, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi năm trên thế giới có biết bao nhiêu người thất nghiệp. Ngay cả ở những nền kinh tế phát triển nhất trên thế giới cũng không tránh khỏi tình trạng còn nhiều người thất nghiệp. Cuộc đời chúng ta, bất cứ ai mà chẳng trải qua những khoảng thời gian như vậy. Đối với những người lạc quan, điều quý giá nhất mà họ có được khi thất nghiệp chính là thời gian. Và thay vào vì cứ ngồi lo lắng, than thân trách phận hay chửi rủa hoàn cảnh, những người lạc quan lại quan tâm đến việc sử dụng khoảng thời gian thất nghiệp sao cho có ý nghĩa nhất. Trong khi thất nghiệp, chúng ta có thể đọc những cuốn sách mà nhiều năm qua chỉ vì quá bận rộn mà chúng ta không có thời gian để đọc. Nhờ thất nghiệp mà chúng ta có thời gian lắng đọng suy nghĩ về cuộc sống, để rút ra nhiều điều có ý nghĩa hơn. Và khi bình thường chỉ vì bận rộn công việc hối hả nên chúng ta chưa nhận ra. Và hơn nữa, nhờ thất nghiệp mà chúng ta càng có ý thức tích cực học hỏi kiến thức chuyên môn, trau dồi kỹ năng tay nghề để chuẩn bị nắm bắt những cơ hội nghề nghiệp tốt hơn sẽ đến trong tương lai. Và ngay cả khi chúng ta lâm vào những hoàn cảnh cùng cực, đau khổ tột cùng, chúng ta cũng hãy biết mừng vui cho bản thân, vì mình vẫn còn biết cảm xúc như một con người. Nếu hiện tại bạn có thể cảm nhận được những đau khổ mình đang chịu đựng, thì chắc chắn trong tương lai, bạn sẽ có khả năng cảm nhận được những niềm hạnh phúc mà cuộc sống sẽ mang đến cho bạn. Trước những đau khổ, chúng ta có muốn trốn tránh thì cũng chưa chắc đã trốn tránh được. Chỉ có những người dũng cảm đối mặt với đau khổ
thì mới xứng đáng đón nhận những niềm hạnh phúc lớn lao hơn của cuộc sống. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, nó đáng quý. Nhưng rồi một ngày nào đó, khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện có những ước mơ chỉ là ước mơ, dù bạn đã nỗ lực hết mình. Nhưng nhờ những ước mơ ấy mà bạn trở nên mạnh mẽ, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày. Có những lời hứa vẫn mãi chỉ là lời hứa, dù bạn luôn mong đợi. Nhưng chờ những lời hứa ấy, bạn biết hy vọng và nuôi dưỡng niềm tin. Có những ước hẹn mãi chỉ là hẹn ước với một người đã ra đi, nhưng nhờ có nó bạn mới thấy được giá trị đích thực của hạnh phúc khi có người trở về. Có những nỗi đau không thể nguôi ngoai, dù có được bàn tay của thời gian xoa dịu, nhưng chính những nỗi đau ấy giúp bạn trưởng thành hơn. Có những sai lầm không bao giờ sửa chữa được, nhưng chúng sẽ làm bạn biết suy nghĩ cẩn trọng hơn khi đưa ra những quyết định sau này. Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản, chỉ để biết mặt rồi nhanh chóng lãng quên. Nhưng sẽ có lúc bạn nhận ra rằng những người bạn gặp trong đời không phải là sự ngẫu nhiên, mà là có nhân duyên sắp đặt. Có những người bạn đã lâu không gặp, nhưng những khi bạn gặp khó khăn, trở ngại, những người bạn ấy sẽ luôn bên cạnh chia sẻ cùng bạn. Có những cuộc tìm kiếm gần như vô vọng, nhưng nhờ có nó, bạn biết được sức mạnh và điều kỳ diệu của tình yêu. Bạn thấy đấy, mỗi việc xuất hiện trong cuộc đời đều có ý nghĩa riêng và nhân duyên riêng của nó. Có những việc vừa đến bạn liền nhận ra ngay ý nghĩa nó xuất hiện trong đời mình. Lại có những việc mãi đến sau này bạn mới nhận ra. Thậm chí có những việc bạn chẳng buồn quan tâm vì sao nó đến, thì cũng không có nghĩa là nó không mang ý nghĩa gì. Nhân sinh vô thường, nào ai biết ngày mai sẽ ra sao? Việc gì đến, chuyện gì đi, rất khó có thể lường trước được. Vạn vật quanh chúng ta, từng giờ từng phút luôn luôn biến đổi theo không gian và thời gian. Không có gì tồn tại vĩnh viễn trong cuộc sống. Đó chính là vô thường, nghĩa là không có gì trường tồn mãi mãi. Vô thường là sự vĩnh hằng của thế gian, biến đổi là điều thường trực của vạn vật. Nhân sinh cũng lại như thế. Thời gian như nước chảy, được mất vô định, họa phúc vô căn. Vật đổi sao dời, hết thảy đều không ngừng biến hóa. Thế gian dẫu đẹp, con người cũng chẳng thể gắn bó được bền lâu. Đến và đi là tùy duyên phận. Nhân sinh tại thế, muôn nẻo đường đời, người gặp vô số, việc có vô vàn. Đời người tuy dài mà lại ngắn, trăm năm qua đi chỉ như cơn gió thoảng. Yêu ghét vui buồn, chức trọng quyền cao, cuối cùng cũng chẳng khác nào mây bay khói tỏa. Ngày hôm nay có thể bạn sống, bạn được hít thở khí trời, hương hoa, nhưng ngày mai biết đâu bạn đã nhắm mắt xuôi tay bởi một cơn bạo bệnh hay một tai nạn nào đó. Ở đời không ai nói trước được chuyện sống chết. Trên thế giới có hàng trăm nghìn người chết một ngày vì tai nạn giao thông, cũng có hàng nghìn người mất vì một căn bệnh nào đó. Thưa quý vị và các bạn, nếu buổi sáng thức dậy bạn thấy vẫn khỏe mạnh, bạn là người may mắn hơn rất nhiều người khác đang phải chịu cảnh ốm đau bệnh tật trong bệnh viện. Nếu buổi sáng thức dậy, bạn không phải chịu cảnh bom rơi đạn nổ, hay trải qua nỗi khổ cực trong tù, không phải chịu những đau khổ do bị tra tấn hoặc đói khát, bạn đã không thuộc về rất nhiều những con người đang phải chịu đựng như vậy trên thế giới này. Nếu buổi sáng thức dậy, bạn vẫn có một mái nhà để che nắng tránh mưa, một chốn nghỉ ngơi, thì bạn đang là người đầy đủ hơn rất nhiều người khác trên thế giới. Nếu buổi sáng thức dậy, bạn thấy những người thân trong gia đình vẫn còn sống cùng bạn, bạn là người thực sự may mắn trên cuộc đời này. Nếu với mỗi bước chân bước đi trên con đường đời, bạn biết ngẩng cao đầu với nụ cười trên môi, bạn biết bày tỏ sự trân trọng một cách chân thành, biết lắng nghe và dám nói lời xin lỗi, bạn đang là người hạnh phúc. Vì đa số mọi người đều có thể làm như vậy, nhưng họ lại không làm. Nếu bạn nhận thấy mình còn có thể biết khóc, biết cười, biết cảm thông với mọi người, biết siết chặt tay và biểu lộ cảm xúc, bạn đang là người may mắn. Vì vậy hãy trân trọng và biết ơn, nâng niu và gìn giữ những gì mình đang có. Bởi lẽ có rất nhiều người cùng được sinh ra, rồi cùng được lớn lên, thế nhưng lại có những người biết trân trọng và tận hưởng cuộc sống của mình
một cách thanh thản, ý nghĩa. Nhưng bên cạnh đó lại có những người để phí hoài thời gian của mình, để rồi sau cùng lại ân hận, xót xa. Khi còn trẻ, chúng ta nhiều khi đã nghĩ mình còn nhiều sức khỏe, thời gian. Việc này khó quá, hôm nay không nghĩ được thì hãy để ngày mai. Rất nhiều người mang trong mình những suy nghĩ như thế. Có người vì lười biếng, vì mệt mỏi với công việc mà từ bỏ cố gắng. Họ vùi mình vào những thú vui xa lạ để quên đi thực tại. Cũng như những người thực sự rất cố gắng, thế nhưng kết quả lại không như mong đợi. Và họ thấy cuộc đời thật không công bằng, đầu đầu cũng là bất công. Họ trở nên bất mãn với cuộc đời và để mặc cuộc sống của mình trôi qua vô vị. Sau cùng, khi con người ta trở nên già yếu hoặc lâm vào hoàn cảnh khó khăn tột cùng, thì ai nấy đều thốt lên câu: nếu như, giá như mình làm như thế thì ổn, nếu mình như thế thì bây giờ mình sẽ không phải như thế này. Nhưng thực tại vẫn là thực tại, và sự thực là họ sẽ phải đối mặt với thực tế tàn nhẫn ấy. Bây giờ cố hối hận cũng không kịp nữa rồi, tất cả đã quá muộn. Cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều thử thách và khó khăn, buộc con người ta phải đưa ra lựa chọn. Có người may mắn chọn cho mình một hướng đi tốt để đạt được thành công, nhưng cũng có những người kém may mắn hơn, và họ đã thất bại. Họ ngã gục để bản thân đắm chìm trong đau đớn. Họ gào thét, những tiếng thét bất lực, chỉ mong có cánh tay nào đó sẽ chìa ra để họ nắm lấy và vực dậy. Thế nhưng cuộc đời là thế, con người không trải qua sóng gió không trưởng thành lên được. Và rồi những tiếng kêu cứu ấy không một ai nghe thấy, không một ai đưa cánh tay ra cứu vớt lấy con người bé nhỏ ấy. Đau đớn, tuyệt vọng đã khiến con người ấy tụt sâu xuống cái hố đen vô hạn. Người ta bị quấn lấy, bị siết chặt, mặc dù cố vùng vẫy thoát ra, cuối cùng phải thiếp đi trong mỏi mệt và bỏ mặc cuộc đời của mình. Có người sẽ cảm thấy là dấu chấm hết cho cuộc đời mình, và cứ thế mà để mặc số phận, để thời gian trôi đi hoài phí. Cuộc đời con người ngắn ngủi mấy chục năm, thoáng chốc đã trôi đi gần hết. Có những người cắm cúi cặm cụi làm việc, bán mạng kiếm sống mưu sinh, để rồi khi quay đầu nhìn lại thì mình đã trở nên già yếu. Khi già đi, người ta trở nên ít nói hơn và thường suy ngẫm về cuộc đời. Nhưng liệu trong số những con người ấy, có mấy người đã hài lòng về tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình? Đa số mọi người, ai rồi cũng sẽ ngậm ngùi xót xa về những thứ mình chưa hoàn thành được. Mục tiêu mình đề ra khi còn trẻ, nay vẫn còn đang dang dở. Hay ước mơ khi còn nhỏ của mình, quyết tâm thực hiện là thế, nhưng rồi khi lớn lên lại phải từ bỏ vì hiện thực không như mơ. Quá tàn khốc và mỏi mệt. Những người có tuổi trẻ nhàn hạ không phải chịu áp lực. Nhiều người vẫn vùi mình vào những trò chơi vô bổ, những tệ nạn xã hội, thì khi về già lại than vãn: sao cuộc đời tôi khổ thế này? Tại sao già rồi mà tôi vẫn phải cặm cụi làm việc, trong khi những người khác thì cuộc sống ổn định và khá giả? Nhiều người chỉ biết mở miệng ra than vãn. Khi còn trẻ họ than vãn vì việc học mệt và không học. Khi đi làm thì họ than vãn công việc nặng nhọc quá, nhiều áp lực quá mà không chịu cố gắng. Họ chọn những công việc nhẹ nhàng để làm, và rồi cứ thế khi thời gian qua đi, con đường công danh sự nghiệp của họ mờ nhạt. Đó chính là vấn đề của họ, và trái đắng mà họ phải nhận là sự khổ cực, đầy hối hận, nuối tiếc. Thưa quý vị, khi tâm từ tiếp xúc với khổ đau, nó chuyển hóa khổ đau. Khi tâm từ tiếp xúc với niềm vui, nó làm tăng thêm hạnh phúc. Không phải vì ta có hạnh phúc mà ta biết nhớ ơn, nhưng chính vì lòng biết ơn và sự trân trọng những gì đang có mà ta có được hạnh phúc. Biết đủ và biết ơn, biết tiếp nhận và biết cố gắng. Hãy nghĩ tất cả những gì xảy đến với mình là một cơ duyên hay một bài học trong cuộc đời, để tâm được an yên hơn. Xin hãy so sánh cuộc đời mình với cuộc đời của những con người bất hạnh hơn, để cảm ơn cuộc đời và những gì mình đang có. Và hãy nhận ra rằng bạn đã có nhiều hơn sự đủ đầy. Nhất là hạnh phúc không phải là một điểm đến của ngày mai. Hạnh phúc đang ở đây, trong những gì bạn có,
Và trong lòng bạn, chỉ cần bạn biết trân trọng và cố gắng, thì chắc chắn cuộc sống sẽ luôn luôn tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, chủ đề ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn đón nhận được nhiều năng lượng tích cực và có một cuộc sống an nhiên.